Xin chào mọi người, lại là Lê Bống Review Phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim về người sắt Iron Man. Người được coi là chủ ve chai lớn nhất chợ Đồng Xuân, bộ phim xin được bắt đầu. Tony hiện tại là một tài phiệt, một tay chơi và là một nhà thiên tài vũ khí. Anh là con trai của nhà thiên tài vũ khí Stark, thừa hưởng trí thông minh tuyệt vời từ bố của mình. Năm 4 tuổi anh chế tạo được vi mạch đầu tiên, 6 tuổi chế tạo ra cỗ máy đầu tiên. Năm 17 tuổi được trao bằng tiến sĩ từ The Mid. Khi bố anh qua đời và để lại cho anh một tập đoàn sản xuất vũ khí Stark vô cùng khổng lồ. Bạn của bố anh là Obadi đã tạm thời điều hành công ty. Đến khi anh trưởng thành liền được bổ nhiệm làm giám đốc tập đoàn Stark. Bạn thân của anh là đại tá quân đội đang đọc diễn văn trao thưởng cho Tony. Nhưng Tony đang bận chơi bời nên phó giám đốc Obadi lên nhận dùng. Ngoài ra Tony còn là một tay chơi thứ thiệt. Vừa ra khỏi casino thì một cô phóng viên xinh đẹp đến xin phỏng vấn. Tony nói rằng ngoài sản xuất vũ khí anh còn thích sản xuất trẻ con. Thế là tối đó hai người họ có một đêm mất ngủ. All I want is a serious answer. Beat line coming from the guy selling the sticks. Professors at Brown, we call that being we've saved by advancing medical technology or... Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nàng ngỡ ngàng trước ngôi biệt thự sang trọng cạnh bờ biển. Trợ lý Pepper đến đưa quần áo cho cô phóng viên. Hey, Tony. Trong lúc Tony đang nâng cấp động cơ cho chiếc xe, cô trợ lý Pepper xuống nhắc anh ngày mai có buổi giới thiệu vũ khí mới. Sáng hôm sau, Tony lái xe đến sân bay. Đại tá đã đứng đợi anh suốt 3 tiếng đồng hồ. Các cô tiếp viên liên tục liếc mắt đưa tình với Tony. Tony gọi hai ly rượu nhưng đại tá nhất định không uống rượu khi đang đi công tác. Ai ngờ nhạc lên thì anh vừa quẩy vừa nói liên tục, không cho Tony tập trung vào các cô tiếp viên. Tony hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở Afghanistan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dick Thun đến đón anh. Anh giới thiệu quả tên lửa Jericho mà anh vừa phát minh. Khi phóng gần đến mục tiêu, nó sẽ phóng ra hàng trăm tên lửa nhỏ hơn để tiêu diệt kẻ địch. Anh cam đoan rằng chỉ với một quả thì bọn khủng bố sẽ không bao giờ dám ra khỏi hang. Phóng một quả như vậy đã tiêu tốn của anh khoảng 500 triệu đô. Sau đó anh lên xe trở về căn cứ. Trên đường về, chiếc xe phía trước đột nhiên phát nổ. Một trận mưa đạn bắn vào xe của Tony. Anh cố gắng chạy ra tảng đá gần đó. Móc điện thoại ra định gọi thì một quả tên lửa do chính anh chế tạo bay đến. Những mảnh đạn đã găm vào ngực anh. Mặc dù có áo chống đạn nhưng máu vẫn tuôn ra. Sau đó anh bị hôn mê. Khi tỉnh dậy, anh mơ màng nhìn thấy một nhóm khủng bố đang chĩa súng và quay phim anh. Trong cơn mê, anh đau đớn tột cùng vì bị phẫu thuật. Khi tỉnh lại lần nữa thì anh cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn. Anh rút chiếc ống thở từ trong mũi ra. Với tay lấy cốc nước thì thấy có hai cọng dây điện kéo lại. Anh xé lớp vải băng bó ra thì thấy một cục sắt ở trong lồng ngực. Nó nối với bình ắc quy bên ngoài bằng dây điện. Anh hỏi Jensen đã làm gì với anh. Jensen nói rằng ông đã cứu anh bằng cách đặt nam châm vào lồng ngực để hút những mảnh kim loại ngăn chúng đâm vào tim anh. Jensen cũng là tù binh của lũ khủng bố. Bọn chúng yêu cầu Tony làm cho chúng loại tên lửa Jericho mà anh vừa giới thiệu. Tony từ chối nên bị chúng tra tấn dã man. Hôm sau chúng cho anh ra ngoài. Anh nhìn thấy toàn bộ những vũ khí anh phát minh đều có ở đây. Tên râu ria tiếp tục yêu cầu Tony làm tên lửa Jericho cho hắn ta. Trong vòng 7 ngày nếu làm xong, hắn sẽ thả tự do cho hai người. Tony bắt tay nhưng vẫn kiên quyết không làm. Tên thủ lĩnh đứng từ xa quan sát Tony. Jensen thuyết phục Tony phải làm gì đó. Tony nói rằng nếu làm xong cũng sẽ bị chúng giết. Tony quyết định sẽ tự cứu lấy mình. Lũ khủng bố chuẩn bị đầy đủ những vật liệu Tony yêu cầu.
Tony bắt tay vào làm dưới sự giám sát của bọn khủng bố. Anh rút vật liệu từ những quả tên lửa để chế tạo thành một hồ quang điện. Trông bé thế thôi nhưng nó có khả năng cung cấp nguồn năng lượng cực mạnh trong thời gian vài tháng. Thật ra Tony không phải chế tạo tên lửa mà là đang chế tạo một bộ giáp sắt. Tên râu ria ở bên ngoài giám sát Tony 24/7. Hắn cảm thấy những thứ Tony làm ra không giống như tên lửa. Tên thủ lĩnh cũng thấy như vậy. Tên thủ lĩnh đầu chọc liền tiến vào chỗ Tony để kiểm tra. Hắn cầm bản vẽ của Tony lên nhưng đầu óc ngu si nên không phát hiện được gì. Đúng kiểu nhỏ không học lớn lên làm khủng bố. Hắn hỏi Tony vì sao phản lại hắn. Jensen cố giải thích rằng việc chế tạo tên lửa rất phức tạp. Hắn bảo mày tưởng tao ngu à? Tao chỉ ngu không tưởng thôi. Sau đó hắn cầm một cục than nóng đỏ định tra tấn Jensen nói ra sự thật. Tony ngăn lại và nói rằng không có Jensen thì anh không làm được. Tên khủng bố cho Tony đến ngày mai phải làm xong tên lửa cho hắn. Tony thức trắng đêm để làm bộ giáp sắt. Đang đeo bộ giáp lên người thì tên thủ lĩnh đến kiểm tra camera. Không nhìn thấy Tony trên camera. Hắn liền sai thuộc hạ tiến vào kiểm tra. Hai tên thuộc hạ mở cửa ra kiểm tra thì bị bom Tony gài trước đó nổ tung. Lúc này chỉ còn bước cuối cùng là chạy phần mềm cung cấp năng lượng cho bộ giáp. Tony hướng dẫn Jensen chạy phần mềm. Việc này phải mất vài phút. Nhưng bọn khủng bố đã sắp tiến đến chỗ họ. Jensen liền cầm súng chạy ra bắn lia lịa vào bọn khủng bố để Tony có thêm thời gian. Vừa ra đến cổng thì Jensen đã bị bao vây. Sau đó những tên khủng bố tiến vào chỗ Tony. Hai tên bị Tony đánh gục tại chỗ. Tên còn lại điên cuồng bắn vào Tony. Tên còn lại liên tục xả súng cũng bị Tony đánh gục. Súng đạn không thể xuyên qua được bộ giáp. Tony tiếp tục đi ra càn quét những tên đang tiến vào. Bọn khủng bố sợ hãi chạy ra ngoài đóng cửa đường hầm lại. Tony phá cửa đường hầm, sau đó vung tay đánh một tên khiến tay bị kẹt vào tường. Một tên nhân cơ hội bắn anh thì bị đạn phản xạ lại trúng đầu. Tên thủ lĩnh cầm súng đợi sẵn ở ngoài cổng. Tony vừa ra ngoài thấy Jensen thì bị tên thủ lĩnh bắn quả rocket 1 giờ. Cũng may là anh đã né được. Tony bắn lại một quả rocket về phía tên thủ lĩnh. Tony kêu Jensen cùng anh rời đi. Nhưng Jensen đã quá yếu. Tony cảm ơn Jensen vì đã cứu anh. Jensen khuyên Tony đừng bỏ phí cuộc đời mình. Sau đó ra đi đoàn tụ với gia đình. Tony tiến ra ngoài hang động. Bọn khủng bố đã phục kích sẵn và nã đạn như mưa vào Tony. Tony vẫn đứng im một lúc khiến bọn chúng khiếp sợ. Tony bắn súng lửa ở hai tay thiêu cháy bọn khủng bố và đi đốt cháy hết sào huyệt của bọn chúng, phá hủy toàn bộ số vũ khí có ở đó. Những tên lính bắn tỉa từ xa liên tục bắn đạn vào anh, khiến một chân của bộ giáp bị hỏng. Tony cố gắng cho nổ hết vũ khí ở đó, sau đó kích hoạt hệ thống phản lực bay ra khỏi biển lửa. Đang bay thì bộ giáp bị hỏng. Tony rơi xuống sa mạc gần đó. Rất may là anh vẫn còn sống. Bộ giáp thì đã bị vỡ thành sắt vụn. Tony loạng choạng đi trên sa mạc giữa trưa nắng. Đến chiều thì đại tá đã lái trực thăng tìm thấy anh. Tony lên máy bay trở về nhà. Vừa xuống sân bay thì cô trợ lý đã đợi sẵn. Cô òa khóc và nói dối là cô vui đến phát khóc vì không phải tìm việc mới. Pepper muốn đưa Tony đi bệnh viện. Nhưng Tony nói anh cần phải tổ chức họp báo ngay lập tức. Tại cuộc họp báo, Pepper được một mật vụ tình báo quân sự tiếp cận để hỏi về sự việc đã xảy ra với Tony. Pepper nói sẽ sắp xếp cho ông ta một buổi hẹn. Còn Tony thì ngồi bệt dưới bục và nói rằng anh đã nhìn thấy vũ khí của anh trở thành công cụ giết người của bọn khủng bố. Vì vậy, anh tuyên bố đóng cửa chương trình sản xuất vũ khí của tập đoàn Stark. Phát biểu của anh khiến cánh báo chí xôn xao. Sau đó, phó giám đốc Obadi liền tìm gặp Tony. Ông ta không đồng tình với quyết định của Tony. Nó khiến giá cổ phiếu của tập đoàn giảm 40%.
Tony nói rằng anh sẽ chuyển qua sản xuất lò phản ứng hồ quang điện. Dự án đã vào ngõ cụt của công ty trong 30 năm qua. Tony cho Obadi xem lò hồ quang điện ở trong ngực và nói rằng nó đã hoạt động. Obadi thấy vậy liền thay đổi thái độ. Ông ta nói sẽ giúp Tony giải quyết ồn ào của công ty rồi rời đi. Tony nhờ trợ lý Pepper thò tay vào ngực để lấy cục phát điện ra giúp anh. Sau đó gắn cái mới hiện đại hơn vào. Pepper xin anh cái cũ để giữ làm kỷ niệm. Tony đến tìm anh bạn đại tá của mình. Anh rủ đại tá cùng tham gia trong dự án người sắt vĩ đại của anh. Nhưng đại tá từ chối vì nó không phục vụ quân đội và nói Tony cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Tony trở về tiếp tục hành trình chế tạo bộ giáp mới. Bọn khủng bố lúc này đã tìm thấy những mảnh vỡ của bộ giáp sắt. Tony bắt đầu tập bay nhưng lần đầu nên hơi lố. Anh tiếp tục cải tiến thêm hai bộ phản lực đặt ở hai bàn tay. Obadi đến nhà để thông báo với Tony rằng anh sắp bị hội đồng quản trị đá khỏi công ty. Nhưng Tony không sợ vì anh nắm phần lớn cổ phần. Obadi cố dụ Tony đưa lò hồ quang điện cho ông để ông đưa cho kỹ sư phân tích nó, rồi báo cáo thuyết phục các cổ đông. Tony nói rằng quên đi cưng, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ướt. Gắn thêm hai động cơ phản lực ở hai tay khiến Tony bay dễ dàng hơn. Anh bay lượn một vòng quanh nhà, anh mặc full bộ giáp màu bạc sáng chói. Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống thì anh tiến hành bay thử. Anh bay lượn trên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Anh bay thẳng lên mặt trăng, hệ thống cảnh báo bộ giáp bắt đầu đóng băng. Nhưng Tony vẫn muốn bay cao hơn nữa. Cho đến khi bộ giáp bị đóng băng hoàn toàn và ngắt nguồn điện, Tony bị rơi thẳng xuống đất mất kiểm soát. Cũng may sắp tiếp đất thì anh đã điều khiển lại được. Anh bay trở về nhà hạ cánh an toàn. Anh nhìn thấy một món quà để trên bàn. Pepper đã đóng hộp cái hồ quang điện cũ để tặng cho Tony. Bọn khủng bố thì căng não ghép những mảnh vỡ lại thành hình người. Tony yêu cầu trợ lý ảo cải tiến lại chất liệu bộ giáp để không bị đóng băng khi bay lên cao. Trà Vinh đang thông báo về bữa tiệc của tập đoàn Stark. Tony lái xe đến bữa tiệc. Mật vụ Cao Son tiếp cận và hẹn gặp Tony để hỏi về vụ khủng bố. Nhưng bị Tony bỏ lơ vì anh đã nhìn thấy Pepper trong bữa tiệc. Cô đang mặc bộ váy mà anh tặng dịp sinh nhật. Tony đến kéo Pepper ra nhảy cùng. Thật sự Pepper rất đẹp và dịu dàng. Họ lên sân thượng nói chuyện một lúc, lúc sắp hôn nhau thì nhận ra có cái gì đó sai sai nên dừng lại. Tony đi mua nước để đỡ ngượng ngùng. Đang ở quầy chờ nước thì cô phóng viên lúc trước đến gặp anh. Cô cho anh xem hình ảnh khủng bố. Chúng vừa dùng vũ khí của công ty anh để tàn sát một thị trấn nhỏ vào ngày hôm qua. Tony lập tức đến hỏi Obadi có phải ông ta bán vũ khí cho bọn khủng bố không. Ông ta thừa nhận và nói chính ông đã Tony ra khỏi công ty. Tony về xem lại cảnh khốn khổ của người dân thị trấn bị bọn khủng bố đánh chiếm. Bọn khủng bố đó cũng chính là bọn đã bắt cóc anh. Anh tức giận bắn phá đồ đạc trong nhà.
Tony mặc bộ giáp màu đỏ vừa mới được cải tiến hoàn hảo. Anh lập tức bay đến chỗ bọn khủng bố. Trong khi đó, bọn khủng bố lúc này đang bắt phụ nữ và trẻ em đem đi bán. Đàn ông thì bị bắt đầu quân cho chúng. Chúng định hành quyết một người đàn ông không nghe lệnh thì từ trên trời Tony bay xuống. Anh bắn tên kia bay xa chục mét, sau đó bắn hạ những tên lính xung quanh. Một nhóm người dùng con tim để uy hiếp thì bị anh bắn không trượt thằng nào. Tên râu rìa đang nấp cũng bị anh kéo ra cho người dân xử lý. Tony bay đến căn cứ thứ hai của bọn chúng. Sắp đến nơi thì trúng đạn của một chiếc xe tăng. Tony bò dậy thì né được một quả đạn thứ hai. Anh bắn một quả rocket hóa kiếp cho chiếc xe tăng. Sau đó quay người đi về phía những quả tên lửa. Anh bay lên cao ngắm chuẩn rồi bắn nổ toàn bộ số tên lửa. Trên đường bay trở về, anh bay ngang qua khu vực không phận của quân đội Hoa Kỳ. Quân đội lập tức nháo nhào lên vì vật thể bay không xác định. Họ gọi đại tá xuống để kiểm tra. Nhưng ngài đại tá cũng bó tay. Ngài đại tá liền gọi cho Tony. Hỏi rằng Tony có thiết bị công nghệ nào đang bay trong khu vực đó hay không. Tony nói không phải là của anh. Vì vậy, ngài đại tá cho hai chiến đấu cơ đến tiêu diệt nó. Hai chiến đấu cơ bay sát Tony, rồi phóng ra một quả tên lửa nhắm vào anh. Anh bắn đạn phá hủy quả tên lửa. Tiếp theo là mưa đạn bắn vào anh. Anh liền bay ngược về phía sau. Hai phi công tưởng anh đã bị tiêu diệt. Sau đó Tony gọi điện cho đại tá, nói rằng vật thể bay đó chính là anh. Họ đang quay máy bay trở về căn cứ thì phi cơ phát hiện Tony đang bám phía dưới chiếc máy bay. Chiếc máy bay quay vòng hất Tony bay ra. Anh va chạm làm gãy cánh chiếc máy bay phía sau. Chiếc máy bay bị rơi xuống. Phi công phải phóng ra ngoài nhưng dù lại bị kẹt không thể mở được. Tony bay đến mở dù cho phi công rồi tiếp tục bay về nhà. Trợ lý Pepper nhìn thấy Tony tháo bộ áo giáp đầy lỗ đạn nên rất lo lắng. Tối hôm đó, phó giám đốc Obadi bí mật đi gặp mặt bọn khủng bố. Tên thủ lĩnh đầu chọc dẫn ông ta đi xem bộ giáp của Tony để lại. Tên đầu chọc nói rằng ai sở hữu được bộ giáp này sẽ thống trị cả trái đất. Tên thủ lĩnh đưa ra điều kiện trao đổi. Hắn sẽ đưa bản thiết kế cho Obadi. Với điều kiện Obadi phải đưa cho hắn một vài bộ giáp sau khi đã hoàn thiện. Obadi liền bấm một thiết bị làm tê liệt tạm thời tên khủng bố. Bọn khủng bố bên ngoài cũng bị khống chế. Obadi ra lệnh mang bộ giáp về và tiêu diệt hết đám khủng bố. Ông gọi đội kỹ sư đến khu vực 16 để nghiên cứu làm bộ giáp cho ông. Tony đưa cho Pepper một chiếc USB phá khóa, rồi nhờ Pepper đến phòng làm việc của anh, đột nhập vào máy chủ để sao chép toàn bộ dữ liệu. Bởi vì anh cần biết Obadi đang làm gì để ngăn chặn và cứu lấy thế giới. Pepper đến phòng làm việc cắm USB và tiến hành sao chép dữ liệu. Cô phát hiện Obadi cũng đang nghiên cứu về bộ giáp sắt tại khu vực 16. Và người ra lệnh bọn khủng bố giết Tony chính là Obadi. Đột nhiên Obadi tiến vào phòng. Pepper nhanh trí lấy tập báo che chiếc USB lại, rồi khóa màn hình máy tính trước khi Obadi nhìn thấy. Họ nói vài câu chuyện về Tony. Sau đó Pepper kiếm cớ rời đi. Obadi phát hiện dữ liệu của công ty đã bị sao chép. Ông ta lập tức đuổi theo. Cũng may lúc đó mật vụ Cao Son đến tìm và đi cùng Pepper. Obadi lập tức đến khu vực 16. Bộ giáp đã được làm xong. Nhưng đám kỹ sư không thể làm được hồ quang điện để cung cấp năng lượng cho bộ giáp. Tony vừa nhận được điện thoại của Pepper thì Obadi đến dùng thiết bị tê liệt Tony. Ông ta lấy dụng cụ tháo hồ quang điện ra khỏi ngực Tony và thừa nhận rằng ông đã ra lệnh bọn khủng bố giết Tony. Lúc đó ông đã lo sợ rằng đã giết đi con ngỗng đẻ trứng vàng. Nhưng việc Tony sống sót đã tạo ra một loại vũ khí tuyệt vời. Pepper gọi điện cho đại tá bảo rằng Obadi là người ra lệnh cho khủng bố giết Tony và nhờ đại tá về nhà bảo vệ Tony. Tony gắng gượng chút sức lực cuối cùng. Anh bò đến phòng làm việc tìm thiết bị hồ quang điện cũ mà Pepper đã tặng. Anh đập vỡ món quà rồi gắn nó vào ngực. Obadi đem hồ quang điện về gắn vào bộ giáp của ông ta. Lúc đại tá đến nhà thì Tony cũng đã tỉnh dậy.
Tony hỏi Pepper đang ở đâu. Đại tá nói Pepper đang dẫn các mật vụ đến khu vực 16 để bắt Obadi. Họ phá khóa để đi vào khu vực 16. Tony khẩn trương mặc bộ giáp bay đến chỗ Pepper. Đại tá nhìn bộ giáp kế bên nhưng không biết lái nên hơi tiếc. Pepper cùng các mật vụ tiến vào thì phát hiện một bộ giáp ở đó. Pepper tiếp tục đi sâu vào trong kiểm tra. Obadi trong bộ giáp khổng lồ lao ra tấn công Pepper. Pepper chạy ra ngoài rồi gọi cho Tony. Obadi từ dưới lòng đất ngoi lên chỗ Pepper đang đứng. Hắn chĩa súng về phía Pepper định bắn thì Tony lao đến kịp thời. Tony đẩy Obadi bay ra, đường phố xe cộ tấp nập, một chiếc xe dừng lại trước mặt Obadi. Hắn cầm chiếc xe lên định ném vào Tony. Tony kích hoạt năng lượng bắn hắn ta rồi đỡ lấy chiếc xe cứu những người bên trong. Chiếc xe hạ xuống mất kiểm soát lao thẳng vào Tony. Sau đó chèn qua người anh. Ngay lúc đó Obadi lao đến đấm Tony một phát bay ra xa. Rồi nhấc anh lên ném xuống đất. Dẫm chân lên người anh. Rồi bắn tên lửa vào chiếc xe bus phát nổ. Tony bị nổ tung văng lên trời. Nhưng bộ giáp của anh được làm từ chất liệu siêu cứng nên không hề hấn gì. Tony rất ngạc nhiên vì bộ giáp của Obadi cũng có thể bay được. Tony bay thẳng lên bầu trời. Năng lượng của Tony sắp hết nhưng anh vẫn điều khiển bộ giáp bay thẳng lên. Tony cuối cùng cũng bị Obadi bắt được. Nhưng lúc này bộ giáp của hắn ta đã bị đóng băng, nguồn năng lượng bị ngắt, ông ta bị Tony gõ đầu rồi rơi thẳng xuống đất. Lúc này bộ giáp của Tony chỉ còn 2% năng lượng nhưng may mắn anh đã tiếp đất an toàn. Vừa tiếp đất đang tháo bộ giáp ra thì ông ta lại xuất hiện ngay sau lưng. Ông ta đấm Tony văng ra xa. Chỉ còn một tay nên Tony bị ông ta tóm được. Không còn năng lượng để kích hoạt vũ khí. Nên Tony kích hoạt pháo sáng làm chói mắt Obadi rồi tẩu thoát. Anh gọi điện cho Pepper kêu cô làm quá tải năng lượng lò hồ quang điện khổng lồ để nó phát nổ. Khi anh rời khỏi trần nhà sẽ báo cho cô ấn nút. Pepper đi bật tất cả các công tắc điện lên. Còn Tony leo lên đầu của Obadi rồi rút dây điện ra khiến ông ta không thấy đường. Ông ta nắm Tony ném vào giữa trần nhà. Obadi mở đầu ra và nói đã bắt đầu thích bộ giáp này rồi đấy. Sau đó bóp nát đầu bộ giáp của Tony. Obadi bắn đạn vào Tony khiến anh sắp rơi xuống dưới. Obadi tiếp tục bắn tên lửa để kết liễu Tony. Tony ra lệnh cho Pepper bấm nút phát nổ lò phản ứng hồ quang. Pepper bấm nút thì một nguồn năng khổng lồ bộc phát. Tony bị văng ra xa nên thoát chết. Còn Obadi bị hàng ngàn tia sét xuyên qua bộ giáp. Một cột sấm sét khổng lồ chiếu thẳng lên trời. Obadi đã đăng xuất và bị rơi xuống lò phản ứng hồ quang điện. Cả tòa nhà phát nổ một cách mãnh liệt. Sau vụ nổ, Tony nằm ngất trên nóc nhà. Thật may là Tony và Pepper đều còn sống và đang tình tứ với nhau. Mật vụ đến đưa cho Tony tờ giấy để anh đọc trước cuộc họp báo. Để chứng minh cho báo chí rằng người sát xuất hiện trên đường phố không phải là anh. Just stick to the official statement and soon this will... Oh, Agent Coulson. You'll be hearing from us. Let's get this show on the... You're not Iron Man. I am. Girlfriend who knew my true identity, she'd be wildly confused. Trước cuộc họp báo, anh cầm tờ giấy lên. Nhưng bất ngờ anh lại thừa nhận anh chính là người sắt. It is one condition, fantastic, made largely public. Bộ phim kết thúc tại đây. Tony sẽ đối mặt với những nguy hiểm gì khi công khai mình là người sắt? Mời các bạn đón xem phần 2 nhé. Mọi người nhớ đăng kênh giúp bóng. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người, lại là Lê Bóng Review đây. Hôm nay Bóng sẽ ra một chương mới, một kỷ nguyên mới của Bóng. Mong mọi người đón xem. Bộ phim xin được bắt đầu. Ông bố này đã lấy con trai mình ra làm thí nghiệm. Ông ta đã chiết xuất hệ thống miễn dịch của hơn nghìn con sứa bất tử chỉ để tìm ra một loại chất có chứa chất phát quang màu xanh lá cây, dưới điều kiện đặc biệt khắc nghiệt này có thể giúp cơ thể có được sự sống thứ hai. Sau đó ông ta cắt một con sao biển sống hơn tỷ năm và bắt đầu phân giải tế bào của nó để chiết xuất ra chất thần bí ở sâu trong tế bào. Loại chất này có khả năng tái tạo các chi bị đứt rời cực mạnh. Chỉ có gen của hai loại sinh vật này thôi thì đương nhiên chưa đủ. Vì ông ta muốn tạo ra là một con người siêu nhiên có thể tự mình chữa trị, tự mình tái sinh. Với cơ thể không ai phá nổi,
Nhà khoa học dựa trên gen này cộng thêm chất lỏng tiết ra từ hải sâm. Chất này có tổ chức xơ cứng có thể tăng cường chức năng phòng ngự. Trong thí nghiệm với các loại linh trưởng lần đầu thì loài khỉ đã chết bất ngờ. Mà nguyên nhân thất bại lần này lại là do độc của sinh vật gây ra. Để trung hòa độc tính của các sinh vật, nhà khoa học đã thông qua đối chiếu của hơn nghìn loại. Cuối cùng ông ta đã chọn rắn mối để lấy độc trị độc. Quả nhiên thí nghiệm lần này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kết quả thí nghiệm lại bị bên quân đội lấy lý do là gây nguy hại cho nhân loại, hạ lệnh nghiêm cấm thí nghiệm trên cơ thể con người. Trong lúc tức giận, nhà khoa học đã tiêm kết quả thí nghiệm vào cơ thể mình, nhưng ông ta không thể ngờ rằng người vợ không thể mang thai hơn 2 năm qua lại mang thai vào lúc này. Quả nhiên đứa trẻ sinh ra có biểu hiện rất khác thường, nhìn thì có vẻ đáng yêu, nhưng một khi lấy ti ngậm của bé đi thì cơ thể của cậu bé sẽ dần ngả sang màu xanh. Cậu bé tên là Robert, được 5 tuổi, tính tình của bé thường xuyên nằm ngoài tầm kiểm soát của bé. Người bố phát hiện một loại gen bí ẩn không giống con người trong huyết dịch của bé, nó nằm ngoài sự hiểu biết của ông ta, thế là người bố quyết định bỏ đứa con quái vật này. May là người mẹ đã dốc hết sức để ngăn cản, điều đó giúp Robert bé nhỏ thoát một kiếp, mà trong lúc bảo vệ người mẹ đã vô tình bị bố làm hại. Robert tận mắt nhìn thấy cả quá trình, những ký ức này cũng là ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí Robert. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, Robert sau khi trưởng thành đã trở thành một giáo sư nghiên cứu di truyền sinh học. Hơn nữa, Robert còn qua lại với một cô bạn gái ở phòng nghiên cứu, do từ nhỏ anh đã không thể chịu kích thích. Thế là trong quá trình hai người qua lại, hai người chưa từng làm chuyện ăn kem trước cổng. Thế nhưng cảnh đẹp thường không kéo dài. Trong một lần thí nghiệm sinh vật, trợ lý của Robert đã bất cẩn làm sai dẫn đến vô tình khởi động máy móc trong phòng thí nghiệm. Trong phút hoảng loạn vì để bảo vệ đồng nghiệp, Robert đã dùng cơ thể mình để chặn tia gamma. Tia gamma có thể giết chết một người bình thường. Thế nhưng nó không thể cho Robert đăng xuất được mà ngược lại còn khiến cơ thể anh trở nên khỏe mạnh hơn, thậm chí vết thương cũ nhiều năm trước cũng được trị khỏi. Nhưng Robert khác thường như thế lại khiến bạn gái lo lắng. Tối hôm đó, Robert đã gặp ác mộng trong lúc đang ngủ say. Vô số sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh, dường như con quái vật màu xanh đã lặng lẽ thức tỉnh trong cơ thể anh. Khi Robert tỉnh lại lần nữa, thì một ông già tự xưng là bố của anh đã ngồi bên cạnh. Ông ta nói với Robert sở dĩ anh bị tia gamma xuyên qua mà không chết đều bởi vì kiệt tác của ông ta, vì trong cơ thể Robert có ẩn chứa một con quái vật khủng khiếp. Lúc ông già bỏ đi còn đặc biệt cảnh cáo Robert, ông ta bảo anh đừng tùy tiện nổi nóng. Sau khi trở về phòng thí nghiệm, Robert không dám tin những gì ông già đó nói. Anh ta kiểm tra mẫu dịch cơ thể của mình, quả nhiên phát hiện tế bào màu hồng đang bị một chất màu xanh dần dần nuốt chửng. Robert đột nhiên nhớ lại chuyện mẹ bị bố sát hại, lúc này Robert càng thêm tức giận. Cảm giác cuộc đời anh ta đang bị người khác khống chế. Đột nhiên tế bào màu xanh tràn ngập trong cơ thể anh ta. Anh ta cảm thấy con quái vật kinh khủng này sắp nuốt lấy cơ thể mình. Lần đầu tiên Robert cảm nhận được sức mạnh của mình và hoàn toàn mất đi khống chế. Anh ta điên cuồng xông vào phòng thí nghiệm, phá nát hết tất cả những thiết bị trước mắt. Thậm chí cả máy chiếu tia gamma nặng hơn 1000 cân cũng bị anh ta nhẹ nhàng ném ra ngoài. Mà sau khi bố anh ta nhìn thấy con trai mình biến thành như thế, không những không cảm thấy xấu hổ về những chuyện con trai làm mà cảm thấy hết sức tự hào về kiệt tác của mình. Phẫn nộ khiến Robert không thể khống chế được, anh ta bay vọt lên nóc nhà, anh ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Rồi sau đó biến mất giữa màn đêm, khi bạn gái lần nữa nhìn thấy Robert thì anh đã nằm yếu ớt trên giường. Bạn gái vừa nhìn liền biết chắc chuyện phòng thí nghiệm bị phá nát tối qua có liên quan đến anh. Quả nhiên bên quân đội đã nhặt được thẻ công tác của Robert. Trong quá trình điều tra do không có chứng cứ cụ thể nên họ chỉ đành giám sát Robert 24/7. Chính lúc này thì bố Robert gọi đến. Ông ta muốn lợi dụng sức mạnh của anh nhưng lại bị anh quả quyết từ chối. Thế là ông ta đã phái 3 con chó giữ đến thăm hỏi bạn gái Robert, sau khi biết bạn gái có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
And as for Betty, what about my DNA? Robert lập tức chạy đến bảo vệ bạn gái, nhưng lại bị tình địch Jason ngăn cản. Không ngờ Jason lại lấy việc công trả thù riêng, anh ta trút hết oán giận của mình lên người Robert. Nhưng anh ta không hề biết người đang bị mình điên cuồng chà đạp này là một con quái vật kinh khủng khiếp đến cỡ nào. Chỉ thấy Jason túm tóc Robert rồi đè Robert xuống đất, lúc Jason giơ cao nắm đấm. Hắn định nện anh thì đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng, khuôn mặt Robert đang dần chuyển sang màu xanh. Robert tức giận đấm xuống đất, sau đó liền biến thành người khổng lồ xanh. Jason chưa từng thấy chuyện này hoàn toàn kinh hoàng, mà sau đó anh ta đã bị Robert ném ra khỏi nhà. Bên này cảnh sát không ngừng nã súng về phía Robert, nhưng súng đạn không những không làm tổn thương được Robert mà ngược lại còn khiến anh tức giận hơn. Có thể thấy cơ thể Robert càng tức giận càng to lớn. Ngay cả chiếc vớ cũng bị bục ra, cuối cùng trên người chỉ còn lại chiếc quần lót, độ đàn hồi co giãn siêu tốt. Sau đó thì Robert chạy một mạch đến nhà bạn gái, Robert sự hù dọa bạn gái nên đã lén nấp ở đằng sau gốc cây to. Khi bạn gái nhìn thấy một người khổng lồ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, cô không những không sợ hãi mà còn thấy vui mừng. Nhưng khi hai người định chơi vài trò chơi thì đột nhiên bờ sông đối diện xuất hiện ba con chó dữ. Robert để bạn gái vào trong xe, rồi bắt đầu truy sát ba con chó dữ. Tuy Robert lúc này đã vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn bị mấy con chó dữ đè xuống đất. Thậm chí một con chó lông xù thất đức đã nhào lên cắn anh, nó làm anh đau đến nghiến răng nghiến lợi. Với những vết thương vừa rồi, chúng lần nữa xông về phía Robert, hai bên lại lao vào tấn công dữ dội. Robert tức giận đấm con chó, rồi nện mạnh hai tay xuống người nó mới giải quyết được. Sau đó anh liền chuyển qua con thứ hai, thế nhưng con này ngu ngốc quá nhìn thấy đồng đội như thế rồi mà vẫn nhào tới cắn lên vai Robert. Thấy phần vai phía sau sắp bị cắn rách, Robert đã dùng tay xé con chó ra làm hai. Lúc này cả người Robert toàn là vết thương, anh lê cơ thể mệt mỏi của mình đến bên bờ sông, rồi dần dần nhìn mình biến trở lại hình người. Bạn gái thấy Robert như có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tuy cô ấy rất lo lắng cho anh nhưng cô ấy cũng rất sợ con quái vật đó sẽ thức tỉnh lần nữa. Thế là hôm sau cô ấy đã gọi cho bố của mình, con cần bố trợ giúp bố ơi. Robert không biết tình hình, sáng sớm lúc vừa định ra ngoài thì đã bị binh sĩ của tướng quân bắn thuốc mê vào chân. Robert bị đưa vào buồng sinh hóa rồi đem đến một căn cứ dưới lòng đất sâu trong sa mạc. Căn cứ này giống như một mật đạo, trong đó là đầy ắp máy móc hiện đại mà bên trong quân đội đang nghiên cứu. Robert bị nhốt trong một cái máy thí nghiệm ở tầng thứ 18. Họ muốn kích thích anh lần nữa, sau đó lấy gen đột biến của anh nhưng họ lại không biết mình sắp đối đầu với thảm họa. Robert khi biến thành người khổng lồ xanh, kim tiêm gì cũng không thể xuyên qua da anh và sau đó sức mạnh trong cơ thể Robert sẽ ngày càng lớn lên. Buồng thí nghiệm cũng vì thế mà bung ra. Chỉ thấy Robert đá bay buồng thí nghiệm để thoát ra, bên quân đội định dùng bọt biển hóa học để khống chế khả năng hành động của Robert và sau đó lấy mẫu gen đột biến của anh tại chỗ, nhưng họ không hề biết cách đó chỉ càng làm kích thích Robert hơn thôi. Sự phẫn nộ khiến Robert không ngừng lớn lên, nhìn thấy Robert sắp thoát khỏi trói buộc, Jason bên cạnh định dùng đạn để hủy diệt anh, nhưng không ngờ bộ da cứng cáp đã làm đạn. Rồi ngược lại, binh lính điên cuồng nã súng về phía anh. Nhưng đạn bắn điên cuồng như vậy cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi, trừ việc khiến Robert càng thêm phẫn nộ thì chả có chút tác dụng nào. Để ngăn Robert lại, tướng quân đã quyết định phá hủy phòng thí nghiệm. Trong tình huống bất lực, tướng quân chỉ đành mở đường hầm định dùng vũ khí hạng nặng để giết chết Robert trong sa mạc. Nhưng buồn thay, Robert vừa mới ra ngoài thì đã chạy với tốc độ sóng siêu âm, anh chạy trốn rất nhanh giữa sa mạc hoang vắng. Mỗi cái tung người của Robert đều là hàng vạn km. Robert trở lại nơi mình ở lúc nhỏ, lúc anh tưởng đâu mình có thể tạm thời an toàn thì trên trời bỗng nhiên nổ tung. Robert đứng dậy ngước nhìn, sau đó vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Trên bầu trời xuất hiện pháo hoa, lựu đạn, Robert tung người nhảy lên, không ngờ nhảy đến sa mạc cũng bị tấn công. Robert tập trung nhìn ở phía xa, đang có 4 chiếc xe tăng xen ra khó tránh một màn ác chiến.
Giữa bốt xông về phía xe tăng nhẹ nhàng lật ngã nó, sau đó cắm ống pháo xoay mấy vòng, rồi ném xe tăng cứ như đồ chơi, mấy người ở đó đều ngẩn cả ra. Sau đó chiếc xe tăng thứ hai cũng bị anh phá hỏng. Một xe tăng khác bắn anh, cú bắn này đã khiến The Boss phẫn nộ. Chỉ thấy anh cầm nửa chiếc xe tăng lên rồi tiến tới phá nát chiếc xe kia. Do chiếc xe tăng thứ tư hoảng loạn đến không dám nổ súng, The Boss tiến lên bẻ cong đại bác. Nhưng tướng quân lại không muốn bỏ qua như thế. Thấy The Boss đã chạy xa, ông ta liền cử ra 4 chiếc trực thăng vũ trang để đuổi giết anh. Assets. Contact H6 fire. Assets online, sir. Đạn pháo bắn về phía The Boss cũng chả xin được gì đối với anh. Chỉ thấy The Boss tung người nhảy lên một đấm phá hủy trực thăng. Một chiếc trực thăng khác trực tiếp phóng tên lửa về phía The Boss. Nhưng điều khiến họ không ngờ là tên lửa đó đã bị anh dễ dàng hất bay. Sau đó anh chạy đi để tìm chỗ ẩn lấp, máy bay lã tên lửa liên tục vào quả núi. Họ quay trực thăng trở về luôn vì ngỡ The Boss đã bị những tảng đá đè chết. Chuyển cảnh bố The Boss sau khi nghỉ hưu, ông cũng muốn có được siêu năng lực. Thế là ông ta đã nhắm 6 máy chiếu tia gamma về phía mình rồi nhập 72 năng lực vào máy tính. Sau đó ông ta hít một hơi tiên khí, tiếp theo là chờ tia gamma mạnh mẽ xuyên qua người. Ông già đột nhiên cảm thấy cả người không còn sức lực, tay phải ông ta bất cần bị mảnh sắt quẹt trúng, nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì cả. Máu tươi vốn dĩ nên chảy xuống thì lúc này lại treo ngược lơ lửng ở lòng bàn tay. Khi ông ta còn đang nghi ngờ thì tay phải bắt đầu biến dạng như thằn lằn. Nhưng điều khiến ông ta khó tin hơn là lúc ông ta để tay phải lên bàn kim loại thì tay ông ta lại như hợp thể với kim loại, khi rút tay lại thì trở lại bình thường. Đúng lúc này một người bảo vệ đang lặng lẽ tiến vào anh ấy, vừa nhìn đã phát hiện ông già này có gì đó bất thường, bị phát hiện nên ông ta không giả vờ nữa. Ông ta ngả bài bảo mình có siêu năng lực, ông ta lén để tay lên trên máy chỉ thấy ngón tay ông ta nhanh chóng hợp thể với cái máy, không chỉ thế mà cả chân cũng muốn hợp thể với sàn nhà. Đứng trước câu hỏi của người bảo vệ, ông già chỉ nở nụ cười và sau đó giải quyết nhanh gọn. Chuyển cảnh sang The Boss, anh vẫn đang bị quân đội truy bắt. Để gặp bạn gái lần cuối, The Boss đã nhảy lên một chiếc cầu vượt để né tránh sự truy đuổi của máy bay trực thăng. Nhưng không ngờ lại bị máy bay chiến đấu nhằm vào. Máy bay bay nhanh như con thoi. The Boss không những không bị thương mà ngược lại họ còn xém chút đâm trúng đồng đội của mình. Tướng quân thấy thế lập tức hạ lệnh cho phi công bay về phía mặt trăng. Mục đích là để The Boss rơi xuống đất mà chết. Phi công đạp ga hết nấc bay thẳng về phía mặt trăng, sức gió khổng lồ khiến miệng The Boss méo xệch. Khi máy bay đạt đến độ cao 6-9 thước thì máy bay đã đạt đến cực hạn. Mà The Boss ở phía sau đuôi máy bay vẫn không hề hấn gì. Khi máy bay vượt qua 9-6 thước, anh phi công đã không thể chịu nổi, lập tức yêu cầu trở về. Lúc này cũng vì thiếu oxy nghiêm trọng và nhiệt độ cực thấp mà The Boss đã rơi khỏi máy bay. The Boss rơi từ trên trời xuống, lúc bay trong không trung The Boss đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy một nửa khác trong cơ thể mình, một con người thấp hèn. Khi The Boss rơi xuống sông, máy bay cũng điên cuồng, thả mình xuống nước. Nhưng họ không thể ngờ rằng lúc này The Boss đã xuyên qua lòng đất chạy ra đến trung tâm thành phố. Sau đó phá đất chạy ra. The Boss phẫn nộ định cầm đá ném về phía máy bay, nhưng lại nhìn thấy bạn gái trên đó. Lúc này The Boss mới dần bình tĩnh lại, cơ thể cũng từ từ trở lại hình người. Để không làm hại con người lần này, The Boss đã cam tâm tình nguyện bị bắt, còn bị bên quân đội đưa vào một buồng thí nghiệm điện cao thế. Hễ anh có hành vi kích động, anh sẽ bị điện cao thế giật chết. Chính lúc này người bố vừa có được siêu năng lực đã đến đó. Lúc này nội tâm ông ta đã trở nên vặn vẹo. Ông ta muốn thuyết phục The Boss cùng mình thống trị thế giới, nhưng dù ông ta khuyên giải thế nào thì The Boss cũng không chịu nghe. Anh rất hận người bố tàn nhẫn này,
ông ta đã biến mình thành một con quái vật. Người người kinh sợ, Robert không bao giờ muốn nhìn thấy ông ta nữa. Trong lúc tức giận, ông ta đã cầm dây điện thế bên cạnh vào cắn nó. Cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Ông ta không những không bị điện giật chết, ngược lại biến thành quái vật điện khổng lồ. Không những thế, ông già còn hút hết điện lực của cả thành phố. Tướng quân hạ lệnh lập tức xử chết hai người. Người đâu Robert bị bố kích thích lần nữa biến hình. Sau đó một luồng sấm chớp xẹt qua đêm tối, người bố dẫn Robert bay lên trời. Họ xuyên qua nhiều tầng máy đến chỗ hồ nước ở núi sâu, mà lúc này ông bố đã biến thành một cục đá khổng lồ. Robert phẫn nộ muốn tiêu diệt người đã hủy hoại cả cuộc đời mình. Anh ta ôm bố mình đâm đầu vào tảng đá to, nhưng lại phát hiện ông ta lần nữa kết hợp với tảng đá. Không biết làm sao, Robert đành nâng cả tảng đá lên ném về phía hồ nước. Ngờ đầu ông ta lần nữa biến thành nước. Ông già kéo Robert xuống đáy hồ, mặc cho Robert giải phóng năng lượng trong cơ thể. Giải phóng càng nhiều, ông ta càng hít được nhiều. Tình bố con này thật là cảm lạnh. Lúc này Robert chỉ muốn ông bố lấy hết năng lượng này và lấy con quái vật khỏi cơ thể anh. Robert chút hết phẫn nộ trong lòng. Người bố đã hút năng lượng đến cực hạn. Đúng lúc này, tướng quân ra lệnh phóng tia gamma để hủy diệt hai bố con. Sau vụ nổ lớn, mặt nước trở lên tĩnh lặng. Nhưng điều ảo ma là Robert vẫn chưa chết mà chỉ trốn vào trong rừng mà thôi. Bộ phim kết thúc tại đây. Bóng sẽ tiếp tục lên phần 2 của Húc, mọi người đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Bóng. Bye bye mọi người. Hello, xin chào, lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của bộ Iron Man nào. Bộ phim xin được bắt đầu. Trong cái thời tiết lạnh lẽo của nước Nga, tại một căn nhà nhỏ, một ông già đang xem chương trình thời sự về việc Tony công khai mình chính là người sắt. Ông liên tục gọi thằng con Ivan để nói lời cuối cùng. Ông nói chính cha của Stark đã cướp đi mọi thứ của chúng ta. Đáng lẽ con trai của ông mới là người xứng đáng ngồi trên bục vinh quang chứ không phải là Stark. Ông xin lỗi Ivan vì tài sản ông để lại chỉ là kiến thức về lò phản ứng hồ quang mà thôi. Ivan đau khổ rồi liên tục hét to. Ngay sau đó anh ấy ra một bản thiết kế và bắt đầu chế tạo cái lò hồ quang mini để lên kế hoạch trả thù Stark. Sau tháng sau, Tony nhảy xuống từ một chiếc máy bay quân sự trong nền nhạc bốc lửa màn lột xác đầy mãn nhãn. Khán giả reo hò, cộng thêm các em chân dài nhảy búa các kiểu càng khiến cho sân khấu bùng nổ hơn nữa. Tony Stark có bài phát biểu khai mạc Stark, một sự kiện bao gồm các cuộc triển lãm và trình diễn công nghệ mới nhất từ tất cả các công ty công nghệ trên toàn thế giới. Sau đó, Tony trình chiếu một đoạn video ghi lại cảnh người cha quá cố của anh. Trong khi đó, ở hậu trường, Tony đã kiểm tra hàm lượng palladium độc hại trong máu của anh ấy đã lên tới 19%. Sau khi anh ấy kết thúc phát biểu mở đầu cho Stark, Tony đi cùng với trợ lý của anh ấy là Happy bước ra khỏi phòng. Khi họ chuẩn bị lên xe, Tony đã phải đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô nàng đưa ra một lời mời quan trọng tại Washington vào chiều mai. Tony trông không hài lòng nhưng anh ấy buộc phải tham dự. Vào ngày hôm sau, tại cuộc họp của thượng nghị sĩ hỏi về vũ khí đặc biệt của Tony. Tony gọi anh ta là một thành viên của cơ quan phẫu thuật thẩm mỹ công nghệ cao. Nhưng các thượng nghị sĩ khẳng định rằng đó là vũ khí, vì lý do an ninh, thượng nghị sĩ muốn Stark giao trang phục người sắt cho chính phủ. Stark đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng người sắt và anh ta là không thể rời xa nhau. Tony không muốn làm việc cho bất cứ ai kể cả chính phủ. Khi đó họ liền gọi một người là chuyên gia vũ khí. Người hiện là đối thủ của Tony và là người hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ. Anh ta là Justin Hammer, chủ sở hữu công ty Hammer. Đối thủ cạnh tranh chính với công ty Stark Industries của Tony Stark. Hắn ta cũng đưa ra nhiều cáo buộc nhằm kêu gọi Tony giao nộp người sắt. Đại tá đến, người đã được yêu cầu cung cấp một báo cáo đầy đủ về nguồn gốc của người sắt để đọc báo cáo và nói rằng Stark không làm việc cho chính phủ và điều đó khiến chính phủ cho rằng người sắt là một trong những mối đe dọa đối với đa quốc gia. Họ cho rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu công nghệ người sắt nằm dưới sự chỉ huy của quân đội. Tony vừa nghe thấy điều này ngay lập tức trả lời chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ làm việc cho chính phủ, trừ khi anh ta trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới. Sau đó đại tá cho mọi người xem một đoạn video ghi lại từ vệ tinh của một số bên cố gắng bắt chước công nghệ của Tony.
Tony sau đó nghịch chiếc điện thoại trong tay. Anh đã hack chiếc TV trong phòng họp. Tony cho thấy những nỗ lực thất bại của một số bên. Thậm chí một trong số họ là Hammer, người cố gắng làm bộ giáp giống bộ giáp của người sắt nhưng đều thất bại. Tony khẳng định rằng không ai có thể bắt chước công nghệ của anh ấy, kể cả công ty Hammer, trong ít nhất 20 năm tới. Tony cho rằng anh ấy đã cứu đất nước khỏi cuộc tấn công hạt nhân trước đây. Anh ta đã thực sự làm cho nước Mỹ sống trong hòa bình. Mọi người trong phòng họp hò reo tỏ vẻ khó chịu nhưng không có gì. Tony sau đó bước ra và rời cuộc họp. Ngay lúc này, bộ giáp của Ivan cũng được trang bị vũ khí roi điện xịn sò. Chuyển cảnh ở California tại nhà riêng của Tony. Anh lại kiểm tra nồng độ palladium trong cơ thể. Lúc này, trợ lý ảo Javid nói với Tony rằng bộ giáp người sắt mà anh ta đang mặc đã làm cho hàm lượng palladium trong máu của anh ta tăng lên và bây giờ nó đã lên tới 24%. Nếu nó tiếp tục tăng lên thì thật chớ trêu thay. Chính yếu tố duy trì sự sống của Tony sẽ giết anh ta. Một lúc sau, trợ lý Pepper đến hỏi thăm Tony. Cô nàng tỏ ra khó chịu với thái độ của Tony rằng anh ấy không quan tâm đến công ty. Cổ phiếu hiện đang giảm giá và ngay vào đó Tony đã vui vẻ suy nghĩ về những sở thích cá nhân. Tony nói anh ấy cảm thấy mệt mỏi với tất cả công việc kinh doanh của công ty. Anh quyết định bổ nhiệm nàng thành CEO của tập đoàn công nghệ. Sau đó cả hai cùng nâng cốc chúc mừng. Trong khi đó ở Nga, không biết bằng cách nào mà Ivan đã làm được visa giả và có một vé tham dự giải đua xe tại Monaco. Ngày hôm sau tại nhà riêng, Tony đang tập đấm bốc với Happy. Pepper gọi anh đến ký giấy ủy quyền chuyển giao công việc. Theo sau nàng là một người phụ nữ xinh đẹp mang theo hồ sơ chuyển giao quyền lực. Tony đã bị mê hoặc khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô nàng. Cô nàng này tên là Natalie. Sau đó Tony gọi cô ấy lên so găng cùng Happy nếu muốn. Khi anh đi xuống để nghỉ ngơi, Tony kiểm tra hồ sơ của Natalie trên Google và phát hiện ra rằng Natalie cũng là một người mẫu. Tony muốn Natalie làm trợ lý cho mình nhưng Pepper từ chối. Bước vào võ đài, Happy có vẻ coi thường phụ nữ chân yếu tay mềm này. Nhưng chưa đầy một nốt nhạc, Natalie đã đánh gục được Happy. Cô nói với Tony đừng bao giờ rời mắt khỏi đối thủ. Tony đã bắt đầu hơi bị thích cô nàng chanh chua này rồi nha, trong lúc ký giấy xác nhận. Sau đó cô nàng rời đi. Vài ngày sau, Tony và Pepper cùng nhau đi đến Monaco tham dự giải đua xe. Khi bước vào phòng khách mời, người đẹp Natalie đã có mặt chờ hai người. Tại đây anh gặp một cậu bạn thân Elson Mess, người đã làm cho giá Bitcoin nhảy múa mấy ngày gần đây. Đối thủ cạnh tranh của công ty anh là Justin Hammer cũng góp vui để tiếp tục cà khịa anh. Tony vào nhà vệ sinh, anh đã kiểm tra hàm lượng palladium trong cơ thể hiện đã đạt 53%. Tony cảm thấy cuộc đời không còn bao lâu nữa. Anh quyết định nhảy thẳng vào trường đua để tham gia một cuộc đua. Trong chiếc xe công thức 1 của Tony Energy và cuộc đua bắt đầu. Anh đang ở vị trí thứ 5. Không lâu sau, Văn Cơ xuất hiện trong bộ trang phục của ủy ban trường đua. Hắn thản nhiên bước vào đường đua như một tên ngáo đá. Văn Cơ rút hai roi điện ra. Hắn vung roi chém đứt một chiếc xe công thức một phía trước. Cả người và xe xoay nhiều vòng trên sân khấu. Trong phòng, Pepper cảm thấy bất an nên ra lệnh cho Happy lấy bộ giáp xông thẳng vào trường đua. Lúc này hai người chạy ngược chiều với đoàn xe. Vừa nhìn thấy xe của Tony, hắn vung roi cắt đứt phần đầu xe, làm xe anh lội nhiều vòng và ngã xuống đất. Trường đua hỗn loạn trong khói lửa. Hắn liền vung roi cắt đứt đuôi xe Tony lần thứ hai. Từ phía sau, Tony cố gắng tấn công Văn Cơ. Hắn ta biết trước lên quay người lại đáp trả anh. Sau một hồi xoay sở khỏi những đòn chí mạng của Văn Cơ, Happy và Pepper cũng xuất hiện kịp lúc rồi tông thẳng vào hắn nhiều lần. Hình như hắn tuổi trâu hay sao nên không hề hấn gì, Văn Cơ đã dùng roi điện cắt ngang hông của xe của Happy. Lúc này Pepper ném cái cặp màu đỏ về phía Tony. Anh liền mở nó ra, hóa ra là trang phục người sắt. Hắn liền đáp trả bằng cách vung roi điện siết cổ anh. Tony đột nhiên biết được roi của Văn Cơ là không thể tấn công ở cự ly gần nên anh đã dần thu hẹp sợi dây điện quấn trên cổ. Sau đó hạ hắn một cách dễ dàng. Tony tháo bỏ nguồn năng lượng trước ngực Văn Cơ. Vì Văn Cơ bị đánh bại nhưng hắn đã chứng minh với thế giới rằng Iron Man không phải là bất khả chiến bại. Sau đó Tony nhận ra đây là phản ứng hồ quang nên đã phá hủy nó. Đằng xa là vẻ mặt của Justin Hammer tỏ ra vô cùng thích thú. Lúc này Tony đi đến nhà tù hỏi thăm Văn Cơ. Tony nói tuy lò phản ứng chỉ là bản thô sơ nhưng đều bán cho Triều Tiên hay chợ đen thì hắn vẫn kiếm được tiền. Sau đó Tony hỏi Văn Cơ lấy công nghệ lò phản ứng hồ quang ở đâu.
Van Cơ luôn trả lời rằng công nghệ đó thuộc về người cha quá cố Anton Van Cơ của anh. Nhờ công nghệ đó, Tony vẫn có thể sống sót cho đến bây giờ. Van Cơ nói mặc dù anh ấy thua trận nhưng nó sẽ chứng minh cho cả thế giới rằng người sắt không phải là một vị thần mà anh ấy có thể bị đánh bại. Và một ngày nào đó sẽ có kẻ mạnh hơn sẽ xuất hiện tiêu diệt người sắt. Trước khi Tony rời đi, Van Cơ cũng không quên nhắc nhở. Palladium sẽ là cái chết đau đớn cho anh. Và ngày hôm sau trong tù, Van Cơ nhận được một gói thuốc nổ được cho vào thức ăn của anh. Một lúc sau, một số nhân viên cảnh sát đưa một người có tầm vóc tương tự như Van Cơ vào phòng giam của hắn. Người này đang mặc quần áo có cùng một mã nhà tù với Van Cơ. Ngay lập tức, Van Cơ đánh người đàn ông và gài quả bom mà anh ta nhận được trước đó vào cửa. Van Cơ ra khỏi phòng giam và cho quả bom phát nổ ngay sau khi rời đi. Với sự hỗ trợ của một số cảnh sát, Van Cơ đã trốn thoát khỏi nhà tù. Hóa ra đứng đằng sau vụ đào tẩu này của Van Cơ là Justin Hammer. Hammer nhận ra nếu Van Cơ có thủ riêng với Tony, thì hắn sẽ là đồng minh của mình. Hammer mời Van Cơ hợp tác phát triển vũ khí tinh vi để đánh bại Tony. Anh ta đồng ý nhưng với một điều kiện là Hammer phải tặng cho anh một con chim. Tại nhà riêng của Tony lúc này, anh đang nghiên cứu hồ sơ thông tin của Anton Van Cơ và con trai của ông ta Ivan. Đại tá Hurt bước vào hỏi thăm Tony. Anh nói phía quân đội đang tạo áp lực để lấy bộ giáp của Tony. Bởi vì công nghệ mà anh tuyên bố sẽ không ai có thể sao chép được trong 20 năm tới. Nhưng mà ngày hôm qua nó đã xuất hiện. Tony nghe thấy điều đó, anh chỉ im lặng. Khi Tony chuẩn bị đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh ấy trông yếu ớt và không thể đứng dậy được. Hurt liền dìu anh ấy đi đến bản lưu trữ Palladium để thay thế lõi Palladium mới. Hurt cũng dần nhận ra những dấu hiệu nhiễm độc trong cơ thể anh ngày càng lan rộng ra. Hurt nói dù có chuyện gì thì chúng mình cùng giải quyết và Tony cũng mong rằng Hurt luôn tin tưởng mình dù có chuyện gì xảy ra. Lúc này Justin Hammer bắt đầu dẫn Van Cơ tham quan công xưởng chế tạo vũ khí của mình. Van Cơ dễ dàng bẻ khóa máy tính. Hammer nhìn anh vượt qua tường lửa của công ty. Van Cơ không ngần ngại khi phá hủy robot trị giá hàng trăm nghìn đô của Hammer để kiểm tra. Van Cơ hỏi Hammer muốn mình làm gì với những con robot này. Hammer thích thú liền nói đó là ước mơ của mình. Hắn muốn chế tạo một con robot khiến người sắt phải lỗi thời, giới thiệu những con robot của mình trong cuộc triển lãm Star Expo. Lúc này nồng độ Palladium trong cơ thể của Tony hiện đã lên đến 89%. Anh biết mình không sống được bao lâu. Thư ký hỏi anh sẽ đeo đồng hồ nào cho sinh nhật tối nay. Tony hỏi người đẹp nếu đây là sinh nhật cuối cùng của cô thì cô sẽ làm gì. Cô thư ký nói nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì nàng thích cùng bất cứ gì nàng muốn. Buổi tiệc bắt đầu, Tony mặc bộ giáp sắt và trà đĩa như một dân chuyên nghiệp. Pepper thấy anh ngày càng mất kiểm soát bản thân. Bắt đầu đi đến buổi tiệc, anh đã bị sốc khi thấy người sắt đang say bê bết. Lúc này Pepper đến khuyên Tony nhưng anh không nghe và tuyên bố tăng 2 sẽ tiếp tục sau 15 phút nữa. Anh đã bắn vũ khí plasma làm bể tấm kính gần đó. Tiếp đó là một chai rượu do cô em nóng bỏng ném lên không trung trong sự cổ vũ của khán giả. Trong buổi tiệc ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Pepper khó chịu vì Tony đã đi quá xa. Anh xuống tầng hầm trang bị bộ giáp 2 rồi yêu cầu mọi người đi ra ngoài một cách nhanh nhất có thể và nói Tony không xứng đáng với bộ giáp. Sau đó hai người bước vào màn đấu solo đầy hào hứng. Pepper ném cục tạ vào Tony, anh cũng không thua kém gì khi cho Pepper ăn hành sấp mặt. Lúc này khán giả đang xem phim 4K không che thì Tony quay ra hắt xì một cái khiến mọi người nháo nhào bỏ chạy. Nhân cơ hội này Pepper phản đòn làm Tony té vào lò sưởi. Tony đứng dậy sau một hồi thi triển võ công, cả hai cũng chưa xác định được ai cử hơn. Cảnh mãn nhãn nhất của bộ phim xuất hiện khi hai người không chịu nhường nhau. Hai người cùng lúc chiếu tia sáng cực mạnh về phía nhau tạo ra vụ nổ lớn chấn động cả tòa nhà. Một lúc sau Tony bắt đầu tỉnh lại, anh đành bất lực để Hooter mặc bộ giáp bay đi. Sáng hôm sau Hooter đã bay đến căn cứ quân sự ở Mỹ, tại đây anh sẽ giao nộp bộ giáp cho quân đội. Ngay lúc này Tony đang ung dung ngồi ăn một cái bánh pizza trên một cái donut siêu to khổng lồ. Bỗng nhiên giám đốc của siêu là Nick Fury xuất hiện mời anh ăn thêm một chiếc donut. Ông cũng nhìn thấy những dấu hiệu nhiễm độc Palladium trên cổ của Tony. Sau đó Natalie đến nơi, hóa ra cô ấy là cấp dưới của Nick Fury, một trong những đặc vụ có tên Natasha. Natasha từ lâu đã được giao nhiệm vụ trông coi Tony và cô ấy cũng biết rằng Tony sắp đi về nơi xa. Natasha sau đó lấy một loại thuốc và tiêm nó trên cổ anh, thuốc ngay lập tức phản ứng. Các dấu hiệu nhiễm độc Palladium trong cơ thể Tony biến mất. Fuji sau đó giải thích rằng tác dụng của thuốc không lâu dài và chỉ làm giảm các triệu chứng. Tony giải thích rằng anh đã cố gắng tìm một chất thay thế cho Palladium nhưng không thể tìm thấy. Fuji nói rằng, chưa chắc đâu con ạ. Lúc này Hammer đem một con chim đến cho Van Cơ, anh khẳng định đó không phải là con chim của mình.
Hammer cũng nhận ra cái đầu của bộ giáp thật dị lạ. Như vậy làm sao con người có thể mặc vào, và Hammer muốn một bộ giáp y chang của người sắt. Vanko nói đây là thiết bị điều khiển từ xa, anh giải thích rằng người máy sẽ tốt hơn so với người sắt. Hammer bực mình và đe dọa Vanko rằng bất kể sử dụng công nghệ gì điều quan trọng nhất là phải thành công. Tại nơi ở của Tony, Fuji giải thích rằng công nghệ lò phản ứng hồ quang bây giờ là không hoàn hảo. Theo Fuji, lò phản ứng hồ quang hiện chỉ là một bước đệm cho một cái gì đó lớn hơn, mạnh hơn nhiều so với một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ. Fuji cũng cho anh biết về Anton Vanko, người cũng đã phát triển công nghệ với Howard Tony, hắn chỉ xem công nghệ này như một cách để làm giàu. Nhưng anh không đồng ý và sau đó khiến Anton Vanko bị trục xuất. Trong khi chính phủ Nga, người không thể có được thông tin hữu ích từ hắn, đã gửi Anton Vanko đến Siberia trong 20 năm. Anton trở thành một kẻ nghiện rượu và nuôi dạy cậu con trai Ivan Vanko trong một môi trường khắc nghiệt. Người cuối cùng có mối thù với gia đình Tony, người đã đuổi cha mình ra khỏi quá khứ. Howard đã nói rằng một ngày nọ chỉ có con trai của mình. Tony sẽ là người duy nhất hoàn thiện công nghệ lò phản ứng hồ quang, bởi vì anh ấy người có nguồn kiến thức về nó. Tony chắc chắn sẽ có thể thay thế Palladium trong lò phản ứng hồ quang của anh ấy. Tony không thể tin được cha mình nói rằng tương lai nằm trong tay mình. Tony nói Fuji biết Howard nhiều hơn những gì mình biết, bởi vì chính ông là một trong những người sáng lập ra. Fuji còn đưa cho Tony một thùng đồ mà cha anh lúc còn sống để lại. Trước khi đi, Fuji nói anh sẽ theo dõi Tony từ xa. Tại căn cứ quân sự Mỹ, Hunter đang tháo lắp lò phản ứng hồ quang ra khỏi bộ giáp Mark II. Justin Hammer đề xuất, người được phía quân đội gọi để bổ sung vũ khí cho bộ giáp. Anh ta khoe ra nhiều loại vũ khí khác nhau như súng ngắn. Tiếp theo là súng trường rồi đến súng săn, còn có cả súng phóng lợn để xử lý bọn hippie. Hunter lúc này bắt đầu cảm thấy thích thú với những thứ này. Đêm hôm đó, Tony đã mở thùng đồ mà cha anh đã để lại. Bên trong là một bản vẽ về phản ứng hồ quang cùng mấy cuộn băng nhựa mà cha anh đã ghi hình lại. Trên màn hình máy chiếu, cha của anh không ngừng nói. Tất cả những gì cần thiết cho tương lai đều tìm thấy ở đây. Thành phố của công nghệ, thành phố của tương lai. Anh cũng thấy hình ảnh cậu bé Tony đang quấy rầy cha mình. Anh cũng xem cuốn nhật ký của cha mình, bên trong ghi lại công trình nghiên cứu của ông. Trong lúc bế Tony, anh nghe tiếng gọi của bố mình. Ông nói Tony còn quá nhỏ nên bố làm phim cho con. Đây là việc cả đời bố, là chìa khóa đến tương lai. Bố bị giới hạn công nghệ ở thời đại này, nhưng một ngày nào đó con sẽ tìm ra được và thay đổi cả thế giới. Tác phẩm vĩ đại của đời bố chính là con trai. Đời bố chính là con trai. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra tình thương bố dành cho mình rất nhiều. Ngay lập tức anh chạy xe đến văn phòng. Trên đường đi anh cũng không quên ghé vào một xe bán hàng ven đường để mua hộp dâu tây cho cô nàng Pepper. Lúc này cô nàng đang có vẻ không vui khi giải quyết những vấn đề lộn xộn mà Tony đã để lại. Anh xin nàng một phút để nói chuyện, nhưng nàng nói mình rất bận. Sau cùng thì anh cũng có 30 giây để trình bày vấn đề của mình. Anh xin lỗi nàng về những rắc rối của anh và muốn nói cho nàng hiểu về tình trạng cơ thể của mình, nhưng anh cứ ấp úng mãi không biết nói kiểu nào. Thư ký Natalie vào thông báo nàng có cuộc họp. Sau đó nàng vội vàng rời đi. Lúc này anh cũng thấy mô hình chìa khóa tương lai của bố mình ở đây. Anh đã gom tất cả lên xe trở về nhà của mình. Anh bắt đầu cho David quét mô hình thành phố công nghệ năm 1974 dưới dạng kỹ thuật số và biến nó thành một không gian 3 triệu. David cho biết nó giống một nguyên tử và phần giữa chính là hạt nhân nguyên tử. Anh bắt đầu cho bỏ đường đi, cây, phong cảnh và bãi đỗ xe. Rồi cho trình bày dưới dạng bờ rô tông và nơ tơ rông để tạo ra một nguyên tử mới. Nó có thể thay thế lõi Palladium trong người anh. Anh cũng không quên cảm ơn bố mình. Tại đây, Tony bắt đầu làm việc chăm chỉ lắp ráp các thiết bị để tạo ra nguyên tử mới. Lúc này, đặc vụ Finn Coulson cũng xuống nói lời tạm biệt anh. Finn nói nhiệm vụ giám sát anh đã kết thúc. Bây giờ tôi được giao đến New Mexico để làm nhiệm vụ bí mật gì đó, không thể nói cho Tony biết. Sau đó Finn rời đi. Tony tiếp tục thí nghiệm của mình. Tất cả nguồn năng lượng được hội tụ thành một tia laser màu xanh. Tia này cắt đôi mọi thứ khi nó lướt ngang qua. Sắc tập trung bắn tia laser màu xanh này vào lò phản ứng có hình tam giác và thí nghiệm thành công. Anh đã tạo ra một nguyên tố mới. Sắc đặt nguyên tố mới vào lò phản ứng. Lúc này Ivan Vanko cũng chế tạo thành công vũ khí roi sắt của mình. Sau đó Tony nhận được cuộc gọi từ một số bí ẩn. Hóa ra là cuộc gọi từ Vanko. Stark cũng không quên gửi lời hỏi thăm. Vanko cảm ơn anh vì gợi ý cho hắn tăng số lò phản ứng.
Vanko nói những điều mà cha anh đã làm cho gia đình hắn 40 năm nay, hắn sẽ trả lại cho anh chỉ trong 40 phút. Lúc này David cũng định vị được Vanko đang gọi tại công ty vũ khí của Hammer. Anh có dự cảm không lành, anh lập tức sử dụng lò phản ứng hồ quang mới của mình. Ngay khi nó được lắp đặt, nó đã làm sạch chất Palladium trong cơ thể anh và nhìn anh trở nên mạnh mẽ hơn. Tại buổi triển lãm Star Expo, Justin Hammer bắt đầu cuộc triển lãm vũ khí mới của anh ấy bằng việc giới thiệu nhiều loại robot khác nhau. Và anh ấy chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Mỹ. Một phiên bản rất nhiều vũ khí hạng nặng được chỉ huy bởi đại tá Hunter. Đúng như Vanko nói, người máy chỉ có chức năng chào và trưng bày mà thôi. Sau đó người sắt từ trên cao bay xuống sân khấu. Tony cố gắng nói Hunter rằng tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm nhờ anh đưa mọi người ra khỏi khu vực này. Tony nghi ngờ Justin Hammer đang hợp tác cùng với Ivan Vanko. Một lát sau Hunter cố gắng cho Stark biết anh đang bị mất kiểm soát. Chưa nói hết câu Hunter đã chĩa súng về phía Stark. Các em robot đằng sau cũng chĩa súng về phía anh. Tất cả họ đã bị Vanko điều khiển từ xa. Stark lập tức bay ra khỏi sân khấu nhằm dụ chúng ra khỏi chốn đông người. Lúc này Hammer đang cố gắng cho người truy cập vào máy tính để giành lại quyền kiểm soát robot nhưng không thực hiện được. Hai người đẹp Natalie và Pepper cũng đến hỏi Hammer xem ai đứng sau vụ này. Sau một cú khóa tay rồi ấn đầu xuống bàn, hắn thừa nhận rằng các robot được điều khiển bởi Ivan Vanko và hắn đang ở tại công ty của anh. Lúc này các robot cũng bắt đầu di chuyển ra khỏi tòa nhà để đi tìm Stark. Khi bước ra ngoài chúng đã bắn loạn xạ khắp nơi. Vanko dồn tất cả robot tấn công Stark. Chúng bắt đầu hiện hình làm anh toát cả mồ hôi hột. Tony cũng cho giao tiếp giành lại quyền kiểm soát Hunter nhưng bị thất bại. Lúc này đặc vụ Natasha và Happy cũng đến công ty của Hammer để bắt Vanko. Natasha đi vào nhà và nhanh chóng hạ từng tên bảo vệ to cao đẹp trai. Không hổ danh là quá phụ đen các bạn ạ. Đám robot vẫn cố gắng đuổi theo Tony như hình với bóng. Anh bắt đầu quét trợ lý ảo bay với quỹ đạo phức tạp về phía quả điện cầu khổng lồ và cái kết không thể nào đẹp hơn dành cho mấy em robot đuổi theo. Natasha đã vào được bên trong phòng điều khiển, nhưng lúc này Ivan Vanko đã trốn thoát. Stark đang loay hoay tìm Hunter thì ngay lập tức anh bị Hunter bắt được. Cả hai lao xuống công viên Nhật Bản gần đó. Hunter xả súng 6 nòng liên tục bắn vào anh nhưng Tony đã dùng tay khống chế được hướng bắn của cổ súng. Người đẹp Natasha đã thành công giành lại quyền kiểm soát cho Hunter. Tony lấy tay gõ vào mặt Hunter gọi anh dậy. Đừng ham ngủ nữa bé ơi. Sau đó Hunter xin lỗi Tony vì đã không tin tưởng anh. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch đối phó đám robot. Nhưng chưa kịp đi thì binh đoàn robot của Vanguard đã xuất hiện. Bọn chúng đồng loạt tấn công Stark và Hunter. Số lượng quân địch quá đông khiến cả hai ngày càng bị dồn ép. Buộc Tony phải sử dụng tuyệt chiêu cuối. Thật không may nó ngay lập tức phá hủy tất cả các robot. Sao không sử dụng vũ khí laser trước đó? Tony cười, hàng xài được một lần thôi ông ơi. Justin Hammer sau cùng cũng bị cảnh sát bắt giữ. Chuyến này có ngồi đếm lịch mỏi tay các bạn ạ. Từ bên trong phòng điều khiển Natasha phát hiện chuyển động của một người. Một robot đến gần Tony. Con robot trông mạnh hơn. Cuối cùng thì robot cũng đáp xuống đó chính là Vanko. Stark sử dụng vũ khí hang nhẹ bắn Vanko nhưng chỉ đủ gãi ngứa. Kẻ mạnh hơn không cần phải nói thêm. Ngay lập tức tấn công Tony và Hunter bằng roi điện của mình. Khiến Tony và Hunter không thể di chuyển. Lúc này trong cái khó ló cái khôn, Tony bắt đầu nhớ lại bài nắm lấy tay anh của anh Tuấn Hưng. Thế là cùng lúc hai nguồn năng lượng bắn thẳng vào Vanko tạo ra một vụ nổ điện áp lớn. Vụ nổ làm chấn động cả một vùng rộng lớn đã làm cho Vanko bất tỉnh. Nhưng sau đó là phản ứng trong lồng ngực của Vanko chuyển sang màu đỏ. Những con robot khác cũng đồng loạt được lắp đặt chế độ này. Tony nhớ ra Pepper vẫn còn bên trong tòa nhà. Anh lập tức bay đến cứu được Pepper trước khi các robot đồng loạt phát nổ phá hủy cả tòa nhà. Sau đó Tony và Pepper hạ cánh an toàn trên một tòa nhà gần đó. Nói xong cả hai bắt đầu thả thính. Sau đó Hunter xuất hiện làm kỳ đà cản mũi. Hunter nói nhà anh có chuyện rồi bay đi. Cuối phim Fuji cho Tony xem báo cáo đánh giá cuối cùng của Natasha về tính cách của Tony. Natasha nghĩ rằng người sắt xứng đáng là một phần của Hiệp hội Avenger. Nhưng Tony Stark nói không, vì anh ta kiêu ngạo tùy ý và thích thể hiện. Tuy nhiên Fuji đề cử anh sẽ làm cố vấn của nhóm siêu anh hùng. Tony đồng ý nhưng với điều kiện Hunter và anh phải được nhận huy chương cho những việc làm anh hùng của họ.
Ngày hôm sau không ai khác chính là thượng nghị sĩ đã trao huy chương cho hai chàng trai cống hiến cho đất nước. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Bống. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bống review phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. Năm 965, trái đất bị tộc người khổng lồ băng tấn công nhằm biến nơi này thành thuộc địa của chúng. Odin, vị vua của Asgard cũng là thần bảo hộ cho trái đất, đã phát động một cuộc chiến tranh chống lại tộc người băng. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt với số thương vong không thể đếm xuể. Cuối cùng, thần Odin đã chiến thắng và lấy đi nguồn năng lượng chính của tộc người khổng lồ băng là chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu. Ông tha cho Laufey và đuổi người của hắn về hành tinh băng. Sau trận chiến này, Odin nhìn đời bằng một con mắt đúng theo nghĩa đen. Ông có hai người con trai là Thor hổ báo cáo trồn và cậu út Loki lươn lẹo. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Odin cũng đã già nên muốn nhường lại ngôi vị cho Thor. Bé Thỏ được trao cho cây búa thần được rèn từ lõi của một ngôi sao gần ngỏm. Đây là một thứ vũ khí hủy diệt hay là một công cụ để xây dựng tùy thuộc vào chủ nhân của nó như thế nào. Trong buổi lễ đăng quang, Thor thể sẽ cống hiến toàn bộ sức lực cho đất nước và bảo vệ Asgard tới giọt máu cuối cùng. Ngay lúc Odin chuẩn bị tuyên bé Thỏ là vua của Asgard thì phát hiện bọn người khổng lồ băng âm thầm đột nhập để lấy đi chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu. Ông liền triệu hồi kẻ hủy diệt thiêu ngỏm tất cả những kẻ không làm mà đòi có ăn. Sau đó, ông dẫn hai người con trai xuống xem hiện trường. Cảm thấy chuyện này như một lời tuyên chiến nên Thor muốn xuất quân tấn công bọn chúng. Odin bình tĩnh nói rằng trước đây chúng ta đã có thỏa ước với Laufey và nếu gây chiến tranh thì sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Nhưng bé Thỏ lúc này vẫn còn trẻ trâu và cứng đầu. Với tinh thần là một chiến binh, anh vẫn quyết tâm muốn điều binh. Điều này khiến Odin cảm thấy Thor vẫn chưa đủ tư cách để trở thành một vị vua được. Thor tức giận lật đổ bàn ăn. Lẽ ra đây là ngày quan trọng nhất đời anh nhưng lại bị đám đầu bờ kia phá hoại. Thằng em trai tiến lại gần đá đều. Loki nói rằng đám khổng lồ băng đột nhập vào đây. Được một lần thì cũng có thể lần sau chúng dẫn cả một đạo quân tới. Cậu ta khuyên Thor hãy kệ mệnh lệnh của cha mà xách mông lên làm gì đó đi. Nhưng sau đó lại giả vờ can ngăn anh trai đừng làm gì đó dại dột. Thế là Thor ngay lập tức rủ các anh em chí cốt cùng mình tới hành tinh băng để dạy cho bọn khổng lồ một bài học nhớ đời. Bọn họ phi ngựa tới cánh cổng dịch chuyển. Nơi đây được canh gác bởi Heimdall, vị thần quyền năng có thể nhìn thấu mọi thứ. Vừa mới lướt mắt qua một cái là biết nhóm trẻ trâu này muốn đi đánh nhau với hành tinh băng. Sau khi Heimdall kích hoạt cánh cổng dịch chuyển, ông nói rằng nếu lúc mọi người trở về mà mang lại nguy hiểm cho Asgard, thì tôi sẽ bỏ tất ở lại cho đến ngỏm rồi đi ăn đám tang cho từng người. Sau đó cả nhóm theo đường ánh sáng tới hành tinh băng. Khác xa với Asgard tươi đẹp, nơi đây được bao phủ trong lớp băng vĩnh cửu và màn đêm vô tận. Mọi người có vẻ hơi lo lắng khi không biết sẽ gặp đối thủ như thế nào. Nhưng Thor vẫn còn đang cay cú nên dẫn mọi người tiến thẳng vào sào huyệt địch. Laufey ở trên cao thấy mấy đứa trẻ trâu đang tới lên cảnh báo bọn họ nên quay về trước khi quá muộn. Loki lúc này muốn đái ra quần lắm rồi vội xin lỗi và kêu anh trai mau chim én thôi. Thor cũng đồng ý đi về nhưng Laufey lại kích đều nói anh là đồ con thỏ yêu màu hường. Hương hường cái lồng má mày. Thor một búa đánh Laufey cắm mặt vào tường. Thế là cuộc chiến giữa các thiếu niên chưa trải sự đời và đội quân người không nóng diễn ra ác liệt. Thor cùng đồng đội hạ gục kẻ địch hết tên này đến tên khác. Thần sấm gáy to ở đây không có thằng nào đánh ra hồn cả. Thế là một binh đoàn khổng lồ to hơn xuất hiện. Bọn này ngoài sức sát thương vật lý cơ bản ra còn có tuyệt chiêu tạo cuộn băng tường dưới đất lên. Thor bị đánh bay ra liền cảm thấy hưng phấn hơn. Phía bên kia Loki cũng bị một con quái vật lao tới nhưng nó lao xuống vực sâu vì đó chỉ là một ảo ảnh do ông thần lươn lẹo tạo ra. Ai bị đám khổng lồ băng này chạm vào da cũng sẽ ngay lập tức bị bỏng lạnh nhưng Loki thì khác. Cậu ta bị đông cứng cánh tay nhưng lại có thể hồi phục trở lại. Điều này khiến Loki cảm thấy sự khác thường của bản thân với những người còn lại. Thor là một chiến binh dũng mãnh có thể hạ gục rất nhiều kẻ địch nhưng bạn bè của anh lại phải vất vả chống đỡ. Có người còn bị bọn khổng lồ băng đánh cho trọng thương. Thấy vậy mọi người cõng anh ta rút lui nhưng Thor lại không quan tâm vẫn ở lại đánh tiếp. Lúc này, Laufey giải thoát quái thú khổng lồ đang ngủ đông để tấn công nhóm người đang rút lui. Thor triệu hồi tia sét giáng xuống làm chấn động cả một vùng. Mặt băng bắt đầu nứt vỡ khiến con quái thú rơi xuống khi đang truy đuổi mọi người. Mọi người chạy tụt quần mới thoát được, đang nghĩ hên quá sắp được trở về nhà rồi, nhưng đời đâu như là mơ. Tưởng chừng sắp thoát thân thì con quái thú đột nhiên xuất hiện. Thor nhìn thấy mọi người bị đe dọa vội vung cây búa thần lên. Ngay lúc đồng đội chuẩn bị đón nhận cái chết thì Thor lao tới tạo một cái lỗ to trên người con quái thú. Khi quay lưng lại họ nhìn thấy phía sau mình là Laufey cùng đội quân đông hơn kiến của hắn đang tiến tới. Thôi kiếp này coi như bỏ. Đúng lúc này trên trời chiếu sáng một tia sáng. Chiến binh hùng mạnh cưỡi ngựa kia chính là Odin. Ông nói với Laufey rằng chuyện này nên dừng lại nếu không muốn kết cục bi thảm hơn. Nhưng Laufey không cam tâm. Tự nhiên các vị xuống đây hạ bao nhiêu người của tôi rồi các vị bảo coi như không có gì và phủi đít đi về. Cái vị bị ngáo đồ à, hắn mở lời tuyên chiến với Odin và còn tính ra tay đâm lén ông nhưng ông đã mở cổng dịch chuyển đưa mọi người về Asgard.
Odin vô cùng tức giận trước hành động thiếu suy nghĩ của Thor. Ông nói anh chỉ là một kẻ kiêu căng và ngu ngốc không xứng đáng để làm người lãnh đạo. Thor bật lại nói rằng cha kêu con là thằng ngu, vậy cha của thằng ngu là người thế nào? Odin suy nghĩ thằng con mình nó nói cũng đúng nên vui vẻ, quyết định thu hồi mọi chức vị cũng như sức mạnh của Thor và giáng anh xuống trái đất làm người thường. Cây búa thần cũng được ông yểm bùa. Bất cứ ai xứng đáng nhất được cây búa này sẽ có sức mạnh của thần sấm rồi ném nó theo cậu con trai nóng tính. Bé Thỏ rơi xuống nước Mỹ mộng mơ và bị chiếc xe của nhóm giáo sư Eric đang đi nghiên cứu thiên văn học tông trúng. May mắn anh vẫn còn sống, không thì ngày đầu xuống Trần Giang cũng là ngày đám ma của anh rồi. Dê ngẩn tò te trước vẻ nam thần của bé Thỏ. Còn Thor thì kiêu ngạo nói rằng mình là một vị thần tử Asgard xuống đây. Thấy dáng vẻ ngáo đá của Thor, trợ lý giáo sư là Jassi vội dùng súng điện bắn anh bất tỉnh nhân sự. Đường đường là một thần sấm giờ lại bị một dòng điện bé tí hạ gục, chán chả buồn nói. Sau đó, bọn họ đưa anh tới bệnh viện. Vừa tỉnh lại anh đã đánh bác sĩ và quậy banh cả cái bệnh viện lên. Thế là bé Thỏ được tiêm thuốc mê bất tỉnh nhân sự tập 2. Sáng hôm sau một người dân phát hiện ra vị trí cây búa thần rơi xuống. Ông ta cố gắng nhấc nó lên nhưng bất thành. Câu chuyện kỳ lạ này thu hút rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng đến nhắc thử cây búa. Nhưng kể cả có dùng xe bán tải để kéo thì cây búa vẫn chờ một chỗ. Này mà ở Việt Nam chắc cây búa đã được biệt đội ve chai giã thành nhiều mảnh rồi. Lúc này đặc vụ Phin của tổ chức siêu xuất hiện. Ông ta báo cáo tình hình để phong tỏa toàn bộ nơi này. Phía bên kia, Jane đang tranh luận với giáo sư Eric về hiện tượng. Tối qua thì Darcy cho họ xem một bức hình. Ba người không thể tin được vào mắt mình là thanh niên hôm qua từ trong tâm bão rơi xuống. Nhóm người của giáo sư vội tới bệnh viện để tìm Thor nhưng tới nơi thì anh đã không cánh mà bay. Jane buồn bã vì đã để mất dấu Thor nhưng khi cô lùi xe thì lại đâm trúng một bóng hình quen quen. Thế là bé Thỏ bất tỉnh nhân sự tập 3. Sau khi được nhóm của giáo sư đưa về, Thor chọn cho mình một bộ đồ mới. Nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của bé Thỏ, Jane cảm thấy cái lò hư hỏng của mình muốn bùng cháy. Cả cô trợ lý Darcy cũng muốn dụng mẹ trứng ra ngoài rồi. Trở lại Asgard, Loki thú nhận với nhóm chiến binh rằng chính mình đã báo cho Odin biết chuyện Thor tới hành tinh băng gây sự. Nhờ điều này mà tôi đã cứu cả nhóm thoát ngỏm, nhưng không ngờ rằng Thor lại bị vua cha trừng phạt mạnh tay như vậy. Nữ chiến binh Sif mong Loki hãy nói giúp để đức vua tha cho Thor nhưng anh ta từ chối vì cho rằng Thor quá ngạo mạn. Asgard sẽ như thế nào nếu được một vị vua như vậy nắm quyền? Khi Loki bỏ đi, Sif cùng ba chiến binh còn lại nhớ đến. Laufey lúc trước từng nói rằng có kẻ phản bội ở Asgard và họ cho rằng Loki chính là kẻ đó. Tối đó, Loki tiến tới chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu. Nhưng ngay khi nhấc nó lên thì Odin lại xuất hiện ở phía sau ngăn cản. Loki quay lại với gương mặt biến đổi. Anh hỏi Odin có phải đang giấu mình chuyện gì khi ông chiến thắng trong trận chiến năm xưa. Đức vua cũng chẳng giấu con trai nữa. Năm đó, sau khi giành chiến thắng, ông đã thấy con trai của Laufey đang chớt dần trong ngôi đền nên mang về nuôi. Ông hy vọng sau này nó lớn lên sẽ là sứ giả mang lại nền hòa bình vĩnh viễn cho hành tinh băng và Asgard. Loki bất mãn nói rằng Odin chỉ xem mình như quân cờ và đó cũng là lý do ông yêu ái Thor hơn. Dù thế nào, ông cũng không chấp nhận một kẻ ngoại tộc lên ngôi. Odin lên cơn đau tim rồi ngã xuống bất tỉnh. Nhưng rất may mắn Loki vẫn còn tình người, hắn không hại người cha nuôi của mình và lập tức gọi người đến. Sau đó, nhóm bốn chiến binh tới thông báo cho đức vua biết kẻ phản bội. Nhưng người ngồi trên ngai vàng không phải là Odin mà là Loki. Loki nói rằng cha của ta đang chìm trong giấc ngủ và không biết bao giờ trở lại nên giờ ta sẽ là vua tạm quyền. Bốn người xin Loki rút lại lệnh trừng phạt Thor nhưng anh ta không đồng ý. Điều này khiến mọi người bất mãn rồi rời đi. Loki đến bên giường bệnh hỏi hoàng hậu tại sao cha lại nói dối con và bao giờ ông ấy tỉnh lại. Hoàng hậu nói cha chỉ vì muốn bảo vệ con nên mới làm như vậy. Bà khẳng định dù Loki có là thứ gì đi chăng nữa thì anh vẫn là con trai của Odin. Lúc này dưới hạ giới Thor đang ăn cùng nhóm của giáo sư Eric thì một người bước vào quán nói rằng có một thứ gì đó mới rơi xuống trái đất và nó nặng đến nỗi không ai có thể nhấc được. Đoán đó chính là cây búa thần của mình. Anh vội hỏi đường tới đó. Thor nói nếu Jane giúp mình tới chỗ cây búa thì anh sẽ kể hết mọi chuyện về xứ Asgard cho cô nghe. Giáo sư Eric cảm thấy Thor là một kẻ hoang tưởng nên kêu Jane cẩn thận. Thế là họ chào tạm biệt bé Thor từ đây. Trong lúc chuẩn bị quay về, Jane phát hiện tất cả đồ nghề nghiên cứu của mình bị đặc vụ. Phiên cho người tới nhảy hết về. Ông ta nói rằng chuyện này liên quan tới an nguy của trái đất nên từ chối tiết lộ thêm. Giáo sư Eric trước đây cũng bị đám người của siêu ăn cướp thí nghiệm về tia gamma nên ngăn cản cháu gái đừng manh động. Phía bên kia Thor cảm thấy đi bộ xa tốn sức nên anh vào cửa hàng thú cưng hỏi mua một con chiến mã. Bất ngờ Jane xuất hiện đồng ý lái xe chờ anh tới chỗ chiếc búa. Thor bất ngờ xuất hiện tấn công đám lính gác. Nghĩ trời đang nổi sấm chớp là vua cha đang cổ vũ mình. Anh tràn đầy khí thế lập tức tiến vào bên trong. Mặc dù đã mất quyền năng nhưng đám lính ở đây không là gì so với một chiến binh như anh.
thấy chiếc búa ngay trước mặt anh tính tới lấy thì bị một tên cao to đen hôi cản đường. Thế là cả hai đánh nhau chí chóe từ trong ra bên ngoài. Với sức mạnh từ nhân vật chính, anh nhanh chóng hạ gục hắn một cách khá nhẹ nhàng. Phiên ở một bên muốn xem cảnh này nên kêu mọi người không ra tay, Thor với gương mặt tự tin cầm lấy cán búa. Nhưng anh cố gắng kéo muốn ỉa cả ra quần mà chiếc búa vẫn không động đậy, bởi vì anh vẫn chưa thay đổi để có thể xứng đáng cầm lại nó. Phiên cảm thấy thất vọng với màn trình diễn này nên cho người bắt Thor đi. Jane trở lại văn phòng thấy quyển sách nói về thần sấm của giáo sư. Ông ấy khuyên cô đừng nên theo đuổi vụ này nữa vì nó chỉ là truyền thuyết. Thế là hai chú cháu ngồi cãi nhau. Phía bên kia, Finn cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề đơn giản. Một mình có thể đánh bại cả đám lính tình nguyện, chắc chắn anh không phải là người thường. Mặc kệ Finn có nói gì thì anh cũng đếch quan tâm. Đang buồn thúi ruột mà nó cứ cảm nhảm trước mặt mình. Chẳng mò được chút thông tin nào nên Finn bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại thì thằng em trai lươn lẹo xuất hiện. Loki nói dối rằng vua cha đã băng hà và anh không xứng đáng để cầm chiếc búa thần. Bây giờ mọi trách nhiệm nặng nhọc của Asgard do tôi gánh vác. Thor hỏi mình có được quay trở lại không, thì Loki nói rằng không, bởi vì Laufey chỉ chấp nhận hòa bình với Asgard khi Thor bị đày ải vĩnh viễn ở trái đất. Loki tạm biệt Thor, cảm ơn em trai đã nhớ tới mình. Loki bước ra nhấc chiếc búa lên, như một người như anh ta làm sao xứng đáng có được nó. Lúc này giáo sư Eric tới chỗ Finn để giải cứu cho Thor. Nói rằng Thor là một nhà khoa học bởi vì ướt ức chuyện Finn nhảy hết công trình nghiên cứu nên mới tới đây gây sự. Sau khi Finn kiểm tra giấy tờ của Thor thì thấy đúng như giáo sư nói nên thả anh ra về. Trước khi đi, bé Thỏ còn nhanh tay nhảy lại quyển nhật ký của Jane. Đương nhiên Finn đâu phải nói gì cũng tin nên cũng cho người âm thầm theo dõi hai người. Phía bên, Loki tới hành tinh băng để đàm phán với Laufey. Anh ta nói rằng sẽ che giấu cho hắn ta tới Asgard để hạ Odin và chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu sẽ được trả lại cho chủ của nó. Cảm thấy kèo thơm thế này, Laufey chim ưng liền. Khi Loki trở lại Asgard thì được Heimdall cho hỏi tại sao những hành động vừa rồi của anh ở hành tinh băng tôi không nhìn thấy được. Chỉ có ma thuật mới có thể làm được việc này, và có phải anh đang che giấu điều gì đó mờ ám không? Loki buông lời khen quyền năng của Heimdall nhưng lại hỏi điều tại sao ông phải chôn chân ở nơi này. Ông giải thích vì lời thề trung thành với đức vua và bảo vệ cho Asgard. Thế là Loki ra lệnh không được mở cổng dịch chuyển cho bất cứ ai. Trở lại trái đất, lúc này Jane đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở ra thì thấy Thor đang vác ông chú say rượu của mình về. Thấy trai đẹp, Jane tay chân liền vụng về giấu mẹ cái đĩa bẩn vào tủ. Sau đó hai người ra ngoài đốt lửa cùng nhau trò chuyện. Thor cảm ơn người đẹp vì đã giúp mình trong suốt quãng thời gian đã qua và đưa cho cô quyền nhật ký. Jane xúc động cảm ơn lại anh vì như vậy cô sẽ không phải nghiên cứu lại từ đầu. Chỉ có điều là thể nào siêu cũng tới lấy hết tất cả. Anh khuyên cô hãy kệ mẹ bọn đó và giữ vững lập trường của mình. Anh chỉ cho cô thấy trái đất là một trong 9 vương quốc của Cosmos. Tất cả liên kết với nhau tạo thành cây thế giới. Lúc này, Jane cảm nhận được sự ấm áp và trái tim mình đang rung động với anh chàng kỳ lạ này. Lúc này, nhóm 4 chiến binh đang chuẩn bị bí mật lên đường tới trái đất tìm bé Thỏ. Nếu chuyện này bị phát hiện chắc chắn sẽ bị kết tội phản quốc. Bất ngờ lúc này có một người lính bước vào nói rằng Heimdall cần gặp họ. Ông biết chuyện mọi người đang dự tính liền thẩm vấn họ rồi bỏ ra bên ngoài. Thấy thanh kiếm vẫn còn ở trong này, 4 người nhận ra ông ấy cũng muốn giúp họ tìm lại Thỏ. Bên kia Loki thấy cánh cổng dịch chuyển được sử dụng liền ra lệnh cho kẻ hủy diệt xuống trái đất hạ Thor. Khi nhóm chiến binh đặt chân xuống trái đất thì máy tính của siêu cũng nhận ra được hiện tượng lạ liền cử người tới đó xem thử. 4 chiến binh bước trên phố khiến người dân tưởng rằng họ mới trong viện tâm thần trung ương mới ra. Ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng bọn họ cũng tìm ra bé Thor. Giáo sư cùng nhóm của mình há hốc mồm không hiểu chuyện gì. Biết những người anh em xuống đây đón mình nhưng Thor nói rằng đức vua băng hà là do mình và mình không thể trở về vì hòa ước với hành tinh băng. Sip ngạc nhiên nói nhà vua vẫn còn sống. Thor giật mình nhận ra đã bị thằng em lưu lẹo lừa dối. Loki lúc này tới gặp Heimdall và nói rằng ngoài cánh cổng dịch chuyển ra vẫn còn những con đường bí mật đi tới thế giới khác mà một vị thần như ông cũng không thể nhìn ra. Loki giờ đã là vua nên quyết định phế truất và gán tội phản quốc cho Heimdall. Ông không nói nhiều cầm kiếm tấn công nhưng lại bị Loki dùng chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu đóng băng ông lại. Trở lại trái đất, Finn cùng người của mình thấy những ký tự kỳ lạ trên mặt đất. Lúc này đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cơn lốc và kẻ hủy diệt cũng đáp xuống. Finn còn tưởng người sắt mới chế tạo được robot nhưng không phải. Kẻ hủy diệt phóng tên lửa tấn công người của siêu. Từ xa Thor cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm nên ra lệnh cả nhóm đưa người dân đi sơ tán. Kẻ hủy diệt quả không hổ danh với cái tên của nó. Những nơi nó bước qua đều chìm trong biển lửa. Anh béo lao lên tấn công trước nhưng chưa kịp làm gì bị nó và cho bay ra một góc. Sip đâm được ngọn giáo qua người nó. Tưởng như thế là xong, không ngờ nó tỉnh lại quay người đáp trả. Mọi người cố gắng tiêu diệt kẻ hủy diệt nhưng nó quá mạnh. 4 chiến binh liên tục bị nó bón hành ngập mồm.
Thấy bọn họ có thể bỏ mạng tại đây, Thor kêu bốn người hãy trở lại Asgard để ngăn chặn Loki. Còn mình sẽ đứng ra chiến đấu với kẻ hủy diệt. Thor nói lời xin lỗi vì anh đã làm Loki đau khổ. Anh nguyện ngỏm để mong cậu em tha cho những người dân vô tội. Loki bên kia nghe thấy rưng rưng nước mắt. Kẻ hủy diệt cũng không còn trong trạng thái chiến đấu nữa. Tuy nhiên ngay sau đó nó và Thor một cái tí hẹo. Jane liền chạy lại bên Thor. Anh gắng gượng nói mọi chuyện đã kết thúc rồi nhắm mắt xuôi tay. Jane đau khổ nhìn người mình yêu ngỏm trong vòng tay mình. Chưa xúc được 9 tấn than mà đã ngỏm thì cái lò hư hỏng này để dành cho ai đây? Đúng lúc này cây búa thần phát ra nguồn năng lượng cực mạnh. Nó bay lên trời rồi hướng thẳng về phía thị trấn. Thor tỉnh lại bắt lấy cây búa. Bởi vì anh đã biết khiêm nhường và hy sinh cho người khác nên xứng đáng với nó. Thor quay cây búa tạo thành một cơn lốc cuốn kẻ hủy diệt bay lên trời. Kẻ hủy diệt phóng tên lửa nhưng anh đều đỡ được. Cuối cùng anh dùng búa thần biến nó thành một đống sắt vụn. Phía bên, Loki mở cánh cổng dịch chuyển đưa Laufey cùng thuộc hạ của hắn tới Asgard. Thor đưa mọi người tới điểm dịch chuyển và gọi Heimdall đưa mình trở về. Heimdall nghe được liền cố hết sức phá vỡ lớp băng. Ông tiến vào trong hạ đám lính của Laufey rồi mở cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. Thor hứa với Jane sẽ quay trở lại. Sau đó hai người trao nhau những cục đờm béo ngậy. Anh cùng những chiến binh của mình theo cánh cổng trở về quê hương. Lúc này Laufey đã tiến tới được phòng của Đức Vua. Hắn đánh hoàng hậu bất tỉnh rồi tiến lại gần định hạ Odin. Nhưng khi hắn vung dao lên thì bị một tia sáng đánh văng ra một góc. Thì ra Loki đã làm chuyện đó. Anh ta dùng ngọn giáo tiễn Laufey về miền xa xăm. Tất cả chuyện này chỉ để lấy lòng hoàng hậu nhưng kế hoạch đã thất bại khi Thor xuất hiện. Loki dùng ngọn giáo tấn công anh trai rồi cưỡi ngựa tới cánh cổng dịch chuyển. Anh ta sử dụng nguồn năng lượng từ cánh cổng để hủy diệt hành tinh băng. Thor vội ngăn cản và biết được Loki làm chuyện này chỉ để chứng minh với vua cha là mình xứng đáng. Thor khuyên thằng em không được hủy diệt một chủng tộc liền bị nó đánh ngã. Thế là hai anh em lao vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Thor biết mình không thể ra tay hạ Loki lên dùng cây búa để giữ cậu em lại. Sau đó anh tiến tới cánh cổng không gian để tìm cách ngắt nó. Cuối cùng anh tìm ra cách đó chính là phá cây cầu dẫn năng lượng cho cánh cổng. Loki nói nếu làm như vậy thì anh sẽ không thể tới trái đất gặp lại người yêu. Mạng sống của tộc người băng vẫn quan trọng hơn nên anh vẫn tiếp tục. Cánh cổng dịch chuyển bị phá hủy hoàn toàn. Đúng lúc này Odin tỉnh lại bay tới nắm lấy hai thằng con đang chơi vơi. Loki nói mình đã sắp lập được chiến công rồi. Nhưng Odin cho rằng cách làm đó quá tàn ác. Điều này khiến Loki buồn bã buông tay rồi rơi vào vũ trụ sâu thẳm. Trải qua bao nhiêu chuyện Thor đã trưởng thành hơn. Anh cảm thấy mình chưa xứng đáng trở thành vua và muốn học hỏi Odin nhiều hơn. Sau đó anh tới cây cầu hỏi Heimdall người mình yêu thế nào rồi. Anh nở nụ cười khi thấy cô ấy đang cố gắng làm mọi cách để gặp lại anh. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bống review phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim Xin Phép Được Bắt Đầu. Ở đâu đó, ngoài vũ trụ bao la, ông Hoàng khởi nghiệp Loki đã tìm đến dựa dơ và gọi vốn thành công. Thủ lĩnh của binh đoàn Chi Tào Di đã trao cho thần lừa cây quyền trượng có gắn hòn đá tâm trí. Loki sẽ xuống trái đất Thor khối lập phương Tesseract để hắn ta mở cánh cổng không gian thôn tính loài người. Nếu thành công thì thần lừa sẽ được cai trị địa cầu, còn thất bại thì cứ xác định là chổng mông lên bị thông cống cho đến ngỏm. Lúc này, ở dưới trái đất Nick Chột, giám đốc của tổ chức SIDA trực tiếp đến trung tâm nghiên cứu đang thử nghiệm khối Tesseract. Người dân trong bán kính 5 km nhanh chóng được di rời đến nơi an toàn hơn. Tiến sĩ Eric, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu lý giải cho Nick Chột rằng, khối lập phương này đang tự động kích hoạt và phát ra bức xạ TIGAMA. Đây là một loại bức xạ nguy hiểm có thể hạ người ngay lập tức. Khi ấy, đặc vụ Ba Tần nói rằng khối Tesseract này chính là cánh cổng dẫn đến một nơi khác ngoài không gian. Vừa mới dứt lời thì khối lập phương bắt đầu rung chuyển phóng to một tia sáng cực mạnh ra phía trước. Cánh cửa không gian dần mở ra đưa Loki đến trái đất với nụ cười dâm dê đê tiện. Sau đó, thẳng tay tấn công những người có mặt ở trong phòng thí nghiệm. Hắn ta dùng quyền trượng nhẹ nhàng thao túng siêu xạ thủ Ba Tần cùng tiến sĩ Eric và rất nhiều người khác. Nick Chột thấy tình hình không ổn, định lấy khối lập phương chim én đi thì bị Loki phát hiện. Tuy nhiên mục đích của Độc Nhãn Long là muốn câu giờ cho nơi này phát nổ hạ thần lửa. Loki sai người bắn Nick rồi cướp lấy khối lập phương mang đi. Độc Nhãn Long lập tức thông báo cho đặc vụ Hugh truy đuổi theo nhóm người của Loki. Cô lái xe đuổi theo chúng nhưng đã bị Ba Tần phản kích bỏ lại phía sau.
Lúc này cánh cửa không gian đang bắt đầu rụng đầu. Nick chột nhanh chóng lên trực thăng rồi đi trước khi toàn bộ nơi này tan biến. Đặc vụ Hugh bị những khối đất đá khổng lồ cản đường nên Nick đã dùng trực thăng để chặn đầu xe của bọn không làm mà đòi có ăn. Tuy nhiên, Loki chỉ cần phọt một chút sức mạnh của quyền trưởng đã có thể hạ chiếc trực thăng. Cứ như vậy hắn ta nhẹ nhàng thoát đi trong sự bất lực của Nick chột. Trở về căn cứ, ông gọi điện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và cảnh báo an ninh cấp độ 7. Kéo mọi người chuẩn bị cho một cuộc chiến với người ngoài hành lang để chống lại mối nguy hiểm trước mắt. Nick chột đã đề nghị dự án biệt đội thích thì báo thù được thành lập. Nhưng mấy người này không đồng ý vì cho rằng siêu anh hùng là những kẻ quái dị. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng thuyết phục họ. Mà kể cả không được thì Nick chột cũng dí cái đầu bùi mà quan tâm cái đám lãnh đạo ngu mà lì này. Đâu đó, tại nước Nga, quá phụ đen Natasha đang bị trói trên ghế để thẩm vấn. Tướng chỉ huy ép cô khai báo thông tin mật hoặc sẽ bị cây rùi cùi thịt đâm lấy đâm để vào người. Đúng lúc chuẩn bị tra tấn thì một cuộc điện thoại gọi đến nói nếu không để người đẹp nghe máy thì nơi này sẽ bị bay màu. Đầu dây bên kia là đặc vụ Finn, anh ta kể toàn bộ sự việc vừa xảy ra và nói rằng ba tần đã bị mua chuộc. Cô nói anh hãy đợi máy, rồi bắt đầu bón hành cho đám người này. Nhìn liễu yếu đào tơ vậy thôi chứ võ công của cô vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần vài đường quyền cơ bản, Natasha đã hạ hết bọn chúng. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là đi tìm và thuyết phục tiến sĩ Banner người khổng lồ xanh trở về. Chuyển cảnh đến Ấn Độ nơi mà một bé gái đang vội vàng chạy đến cầu cứu bác sĩ Banner vì người nhà đang bệnh nặng sắp ngỏm. Thấy cô bé tội nghiệp anh liền đi theo đến một ngôi nhà rách nát, nhưng người bệnh thì không thấy đâu chỉ thấy một cô nàng xinh đẹp điện nước đầy đủ. Banner nở nụ cười khen Natasha khá thông minh khi có thể dụ anh ra ngoài thành phố. Ban đầu tiến sĩ không đồng ý tham gia biệt đội thích thì báo thù. Nhưng sau khi cô cho anh xem khối lập phương Tesseract có thể phát ra tia gamma anh liền đồng ý cả ba chân. Cùng lúc đó, đội trưởng Mẽo đang tập đánh bao cát để sau này có thể bật lại nóc nhà. Anh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi mà mình bị đóng băng suốt 70 năm qua. Lúc này chỉ huy Nick chột đến tìm và đưa cho anh xem hồ sơ về vụ đánh cắp khối lập phương. Steve trách móc tại sao các người lại thích tự gây ra vấn đề rồi lại đi nhờ hồi khác giải quyết giúp. Mặc dù vậy, với tính cách nghĩa hiệp của mình thì anh vẫn đồng ý tham gia nhóm siêu anh hùng. Dưới đại dương, tỷ phú Vechai đã lắp xong đoạn cáp cuối cùng để dẫn nguồn năng lượng sạch đến tòa tháp của mình. Anh muốn công trình thân thiện với môi trường này sẽ là tương lai cho trái đất về sau. Người sắt hạ cánh trên sân thượng nơi đặt một chiếc vòng có thể giúp anh dễ dàng tháo bộ giáp ra. Anh nhanh chóng buông những lời mật ngọt để khen nóc nhà của mình. Bởi vì Pepper là người đã lên ý tưởng và tạo ra những thứ tuyệt vời như thế này. Hai vợ chồng đang vui vẻ chia tài sản nếu sau này có đường ai lấy đi thì đặc vụ Phil đến phá đám. Nhìn những hình ảnh của vũ trụ vừa rồi, Tony cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Anh kêu vợ tiếp tục đi nhân rộng các công trình năng lượng sạch còn mình sẽ bảo vệ trái đất nếu không thì mọi sáng chế của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, vị thần lừa đảo đang chỉ đạo tiến sĩ Eric và những nhà khoa học khác tích cực tạo ra cánh cổng không gian. Đồng thời Loki cũng nói chuyện và bàn kế hoạch với Dựa Dơ. Phía bên kia, đội trưởng Mẽo được đặc vụ đưa đến tàu sân bay để gặp Natasha và Banner. Nơi họ đứng không phải là một con tàu bình thường mà là một siêu chiến hạm có thể bay trên không trung như trong phim viễn tưởng. Để không bị radar phòng không phát hiện, con tàu còn được trang bị hệ thống tàng hình theo đúng nghĩa đen. Lúc này họ tra ra nơi Loki vừa xuất hiện, hắn đã bắt cóc một người rồi dùng thiết bị công nghệ cao để quét con mắt của ông ta. Nhờ vậy mà ba tần mới có thể đột nhập vào trong kho lưu trữ liên bang để lấy đi chất Iridi, một chất cần thiết để ổn định năng lượng của khối Tesseract. Loki đột nhiên đến trung tâm và biến về hình dáng thật của mình. Hắn đang có âm mưu gì đây? Sao đột nhiên hắn lại xuất hiện trước mặt mọi người như thế này? Loki xuất hiện trước đám đông rồi bắt mọi người quỳ dưới chân của hắn. Thần lừa cho rằng loài người là một lũ hạ đẳng chỉ thích hợp làm nô lệ cho hắn thống trị mà thôi. Ông già đầu nhiều tóc đứng dậy nói có cái đầu bùi tao nhé, có giỏi thì ăn tao đi thằng nhóc con. May mắn Steve đã có mặt kịp thời cứu ông già một mạng, sau đó trận chiến giữa thần và người chơi hệ bơm đồ diễn ra ác liệt. Tuy nhiên đội trưởng Mẽo vẫn bị bón hành cho ngập mồm, như là mới được giã đông nên sức mạnh vẫn chưa phục hồi hết. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của người sắt thì họ mới khống chế được Loki, hắn giơ tay đầu hàng và được mọi người áp giải về căn cứ. Trong khi Steve đang đặt câu hỏi tại sao sóng lại bắt đầu từ gió thì đột nhiên ông trời nổi giận, sấm chớp đùng đùng. Hóa ra Thor từ Asgard dịch chuyển xuống đây để bắt thằng em trai láo cá của mình đi. Anh hỏi Loki đã giấu khối lập phương ở đâu. Thor muốn em trai trở về vì phụ vương và mẫu hậu đang lo lắng cho hắn rất nhiều.
Đang nói chuyện thì người sắt từ đâu bay đến đưa Thor đi chơi xa. Hai người nhanh chóng trao đổi vài chiêu thức với nhau. Đánh đấm tí cho giãn gân cốt nhờ chú em, vậy thì đánh tao trước đi, ok thỏ con. Hoàng tử Asgard ném cây búa thần về hướng người sắt. Tỷ phú ve chai cũng không phải dạng vừa liền phóng laser đáp trả. Đúng lúc đó, đội trưởng Mẽo xuất hiện để ngăn hai thanh niên máu chó lại. Thor tức giận triệu hồi sấm sét tấn công nhưng không, lại tiếp thêm năng lượng cho đối thủ. Hai người chuyển từ giao lưu võ thuật sang chơi khô máu với nhau luôn. Cứ thẳng tay thẳng chân đi đường quyền vào ảnh đại diện của đối phương. Lúc này, bé Thỏ đã đồng ý cho mọi người giữ Loki lại cho đến khi tìm ra khối Tesseract. Tại đây, anh cũng cho biết kế hoạch của thằng em mình đó là mở cánh cổng không gian dẫn đội quân TLG xâm lược địa cầu. Tỷ phú ve chai đi vào phòng họp rồi lén đặt một con chip phân tích thông tin mật. Sau đó tỉnh như rồi ra bộ ngưỡng mộ Hulk Banner biến hình thành người khổng lồ xanh. Tuy nhiên Tony phát hiện còn nhiều điều ẩn khúc chưa được lý giải, tại sao Nick chột lại cần khối lập phương đó đến như vậy. Cùng lúc này, trên một chiếc xe tải, tiến sĩ Eric đang tiến hành lắp ráp những bước cuối cùng để hoàn thành cỗ máy tạo ra cánh cổng không gian. Thor nói với đặc vụ Finn rằng ngày xưa thằng em mình đã làm cho con người chịu khổ và giờ đây hắn lại tiếp tục làm thế. Hắn không những muốn thống trị mà còn muốn trả thù Thor. Khi ấy, Natasha đến gặp Loki để hỏi xem hắn đã làm gì với đặc vụ ba tầng. Thần lừa chẳng quan tâm mà còn khai ra mục đích mình cố tình để bị bắt. Đó là cho Banner hóa thành khổng lồ xanh để phá hủy con tàu sân bay này. Còn phía bên kia biệt đội thích thì báo thù liên tục hỏi dồn dập Nick chột về mục đích sử dụng khối Tesseract. Ông đành phải khai thật trước mọi người. Một năm trước đây, người ngoài hành tinh đã đến trái đất và phá hoại một thị trấn. Lúc ấy ông nhận ra rằng vũ khí của loài người quá yếu. Vì vậy, ông muốn dùng khối lập phương để tạo ra vũ khí đủ mạnh để bảo vệ hành tinh xanh. Đúng như mục đích của Loki, chuyện này đã khiến cho những siêu anh hùng bắt đầu xảy ra tranh cãi. Đội trưởng Mẽo thì nói với người sắt rằng nếu bỏ bộ giáp ra thì anh là cái gì? Anh chỉ là một kẻ ngạo mạn mà thôi. Tony cũng không phải dạng vừa liền đáp trả, ít ra tôi còn hơn kẻ nào đó chơi đồ mới có sức mạnh. Còn Nick chột muốn giam lỏng Banner vào trong chiếc lồng vì sợ anh sẽ biến đổi thành người khổng lồ xanh. Tiến sĩ tỏ ra bức xúc vì chúng nó mời mình đến đây rồi lại đòi nhốt mình vào lồng. Trong khi cả đám còn đang bận cãi nhau thì cây quyền trượng của Loki đã dẫn đường cho ba tần cùng thuộc hạ bay đến con tàu. Anh ta lập tức bắn mũi tên gắn đầu đạn nổ để phá hủy một động cơ. Vụ nổ lan sang phòng thí nghiệm làm rất nhiều nhân viên ở đây đi ăn gà. Thấy tình hình không ổn, Tony nhanh chóng đến chỗ bộ giáp của mình. Banner không kiểm soát được bản thân đã biến thành người khổng lồ xanh rồi đập phá khắp nơi. Quả này đúng như Loki nói rồi, bế thằng này theo thì chỉ có hỏng hết đồ thui. Natasha cũng may chạy kịp, không để thằng này thông ác thì nát con bướm ngay. Nick chột ra lệnh cho cấp dưới hạ cánh con tàu xuống biển. Chỉ cần một động cơ nữa bị hư là cả đám sẽ được chôn chung với nhau. Để đảm bảo an toàn, người sắt và đội trưởng đã ra bên ngoài để phối kết hợp sửa chữa những hư hỏng. Còn Hulk thì sẵn tiện vừa đuổi theo Natasha vừa phá con tàu từ bên trong. May mắn Thor đã đến kịp lúc đẩy bé bự qua một bên. Hai người nhanh chóng xông vào giao cấu dữ dội, bé Thỏ cầm búa vả vào alo của bé bự một phát muốn rụng cả quai hàm. Hulk muốn cầm búa lên đáp trả nhưng gồng muốn ỉa chảy cả da quần mà cây búa vẫn nằm im ở đó. Cầm được búa anh thì để anh bằng chú à. Đúng lúc đó có một chiếc phi cơ xả đạn liên tục vào người bé bự. Sẵn đang bực trong người, anh liền lao ra ngoài nhẹ nhàng xé chiếc phi cơ thành từng mảnh rồi rơi tự do xuống bên dưới. Trong khi đó, ba tần đang cùng thuộc hạ quẩy tung phòng chỉ huy lên. Anh ta bắn mũi tên vào bảng điều khiển khiến một động cơ đẩy khác bị vô hiệu hóa. Con tàu bắt đầu hành trình đưa mọi người với miền cực lạc. Natasha nhận lệnh của Nick chột nhanh chóng đi ngăn cản ba tần. Mặc dù cùng là đặc vụ với nhau nhưng ba tần không đấu lại người đẹp. Trái lại còn bị cô đấm cho muốn tỉnh cả người. Lúc này, bé Thỏ định ngăn cản Loki thoát ra nhưng không ngờ lại bị thằng em dùng ảo ảnh lừa vào trong chiếc lồng. Finn cầm hàng nóng ra tính khống chế Loki. Kết quả, anh bị thần lừa xiên que từ phía sau gục tại chỗ. Sau đó, Thor bị Loki thả rơi tự do từ trên cao xuống dưới đất. Cũng may bé Thỏ đã phá lồng kính, thoát ra kịp thời. Finn dùng chút sức lực yếu ớt, bắn thần lừa một phát tím tái cả mặt mày. Bên ngoài, người sắt cố gắng quay cánh quạt khổng lồ để động cơ có thể hoạt động trở lại. Không thì, không còn cơ hội cho những người ở trên sống sót nữa. Khi ấy, anh đã bị hút vào bên trong nhưng Steve đã kịp thời kéo cần gạt để Tony có thể thoát ra ngoài. Loki nhân cơ hội tình hình hỗn loạn liền nhanh chân chim én khỏi nơi này. Trước khi ngỏm, Finn đã xin lỗi Nick chột vì anh không hoàn thành được nhiệm vụ. Đây là một mất mát khá lớn cho toàn đội.
Nhưng nhờ sự ra đi của anh mà những siêu anh hùng đã gạt qua mọi hiềm khích cùng bắt tay nhau đánh bờm đầu tên Loki kia. Phía dưới mặt đất, Banner tỉnh lại thì thấy mình đang trần như nhộng. Người cảnh sát già tức giận đã tặng cho anh một bộ đồ mới để mặc, chứ cứ như thế này mà đánh nhau thì hỏng hết mắt chị em. Còn ba tần bên này cũng đã lấy lại được thần trí khi bị Natasha đập muốn méo sọ não. Ngay khi biết được nơi Loki đặt cỗ máy tạo cánh cổng không gian ở tòa tháp của mình, người sắt đã nhanh chóng bay về để phá hủy cỗ máy, nhưng nó đã được sức mạnh của cây quyền trượng bảo vệ. Vì vậy anh chuyển qua kế hoạch câu giờ chờ đồng đội đến. Anh tháo bộ giáp ra rồi vui vẻ mời Loki uống tí rượu ngoại, nhưng hắn ta chỉ muốn uống rượu chuối hột và nhắm ít giả cầy của Việt Nam mà thôi. Loki tỏ ra ngạc nhiên khi muốn thao túng tâm trí của Tony nhưng không được. Thế là hắn tức giận bóp cổ rồi ném anh bay ra khỏi tòa tháp. Tỷ phú ve chai đã triệu hồi bộ giáp bay tới cứu mình thành công trước khi nằm bẹp dí ở dưới đường. Sau đó, anh quay trở lại bắn Loki sấp mặt lồng. Lúc này, khối lập phương đã bắn một luồng sáng cực mạnh lên trời tạo ra cánh cổng không gian. Ngay lập tức, The Other phái binh đoàn GLG của hắn tràn xuống trái đất. Nhưng vừa nó cái đầu qua đã bị người sắt dùng vũ khí tiễn về miền xa xăm rồi. Tuy nhiên, bọn chúng quá đông và nguy hiểm nên một mình Tony không thể nào tiêu diệt được hết. Binh đoàn GLG bắt đầu tấn công người dân trên trái đất khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Loki bước ra tỏ vẻ đắc ý trước những gì hắn vừa làm. Đúng lúc đó, Thỏ xuất hiện kêu thằng em mau chóng tắt cỗ máy nhưng nó méo thèm nghe. Thế là hai anh em lao vào choảng nhau tới tấp, những siêu anh hùng còn lại cũng đã có mặt để đáp trả lũ quái vật. Thấy hai anh em nhà bé Thỏ đang đánh nhau, ba tần định góp vui trả thù Loki. Ai ngờ lại bị hắn ta dùng quyền trượng tấn công khiến chiếc phi cơ rơi xuống đất. Đúng là con báo, trong nhà bà báo đây rồi. Lúc này con quái vật giống một con cá khổng lồ từ trên bay xuống. Những tên lính nhảy ra từ trong liên tục bắn hạ người dân vô tội. Con cá đi đến đâu là mọi thứ đều bị phá hủy đến đó. Gần như không có cơ hội để hạ con cá khổng lồ này. Tony nhanh chóng bay theo con quái vật để tìm điểm yếu của nó. Trong khi đó, Thỏ nhấn đầu thằng em xuống để cho nó thấy tác hại của việc mà nó gây ra lớn như thế nào. Loki giả vờ khóc thương nhưng lại chơi mất dậy đâm lén bé Thỏ. Dù là vậy, nhưng hắn vẫn bị bé Thỏ bón hành cho ngập miệng. Sợ quá nên thanh niên vội nhảy xuống bám vào một con quái vật để trốn. Lũ quái vật này giống như là vô hạn vậy, cứ tiêu diệt được đám này lại có đám khác xuất hiện. Mọi nơi đều ngập tràn trong biển lửa và sự hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Mẽo, nhóm siêu anh hùng phối hợp với cảnh sát địa phương nhanh chóng di tản người dân xuống dưới nhà ga tàu điện ngầm để lánh nạn. Phía bên trên, Tony đã dùng bẫy nhiệt để dụ con quái vật đuổi theo mình. Còn bé Thỏ thì triệu hồi sấm sét tấn công đám lính lác. Khi ấy, Banner cũng đã phóng con khối phần lớn đến. Sau khi xin lỗi mọi người vì những việc đã xảy ra, anh liền hóa thành người khổng lồ xanh đấm tung đầu con quái vật. Người sát nhân cơ hội đó bắn nó tan tành, thấy tình hình không ổn nên thần lừa đã cử toàn bộ binh đoàn xuất trận. Bọn quái vật đã đông này còn đông hơn gấp bội, đội trưởng được quyền phân nhiệm vụ cho từng thành viên một, Tony và ba tần bay lên trên cao yểm trợ cho mọi người. Thỏ quay tay bay đến cánh cổng để cản đường tiến công của bọn chúng, người khổng lồ xanh thì được cho quậy phá thỏa thích. Còn anh và Natasha chiến đấu dưới mặt đất, khi ấy bé Thỏ tìm cho mình một vị trí đẹp rồi hô sấm sét đánh thẳng vào cánh cổng khiến rất nhiều kẻ địch bay màu. Tony thì cố gắng kéo đám quái vật ra ngoài những con phố rồi tấn công chúng. Ba tần cũng thể hiện trình bắn cung không cần nhìn của mình. Húc thì tự do bay nhảy các kiểu con đà điểu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vài cái xác lính chi tao gì. Dưới sự phối hợp ăn ý của toàn đội, đám quái vật liên tiếp bị tiêu diệt. Trong khi mọi người đang chảy ra chóc vảy khổ sở với kẻ địch thì đám lãnh đạo ngồi bàn giấy lại muốn bắn tên lửa hạt nhân để tiêu diệt tất cả. Mặc dù chỉ huy Nick chuột đã cố cản lại nhưng không thành công. Đúng là bọn đầu bùi chả làm được cái mẹ gì. Trở lại cuộc chiến, ba tần đã bắn một mũi tên về phía Loki. Hắn mỉm cười đắc ý khi bắt được, nhưng mũi tên lại nổ tung khiến hắn rơi cắm đầu xuống đất. Ấy vậy mà vẫn tỏ ra kiêu ngạo coi mình là thần thánh. Kết quả bị húc đập cho phờ phạc cả người. Thanh méo gì mà yếu xìu vậy. Lúc này, Natasha đã tiếp cận và đánh cho tiến sĩ Eric thoát khỏi sự thao túng tâm trí của Loki. Ông nói rằng cần phải có cây quyền trượng mới có thể đóng được cánh cổng không gian. Tại căn cứ không quân, Nick chuột cầm rocket 1 giờ ra bắn hạ được một chiếc máy bay phản lực. Nhưng một chiếc khác đã kịp thời cất cánh. Nó phóng tên lửa hạt nhân thẳng đến nơi trận chiến. Khi ấy, Tony đã quyết định hy sinh bản thân mình đỡ lấy quả tên lửa rồi đẩy thứ vũ khí hủy diệt ấy bay qua cổng không gian.
Bộ giáp cũng hết năng lượng khiến anh rơi tự do xuống dưới. Chiến hạm ngoài vũ trụ cũng bị phá hủy, khiến những tên lính ở trái đất cũng tự hủy. Cũng lúc đó, Natasha dùng quyền trượng của Loki đóng cánh cổng lại. Húc nhìn thấy Tony liền nhảy lên cao đỡ anh, rồi ngã xuống phía dưới. Ai lấy cũng tỏ ra đau buồn vì tưởng người sắc kiêu ngạo đã ngỏm. Đây thực sự là một mất mát quá lớn cho biệt đội anh hùng thích báo thù. Đột nhiên Húc gào lên khiến Tony sợ quá phải bật dậy hỏi, có phải thằng Khứa nào mới hôn tôi phải không? Cuối cùng, bình yên đã quay trở lại với nhân loại, tuy nhiên biệt đội thích thì báo thù vẫn còn một việc phải làm. Loki tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy fan hâm mộ đang chăm chú nhìn mình không rời. Sau đó hắn ta được tặng cho một cái dọ mõm để khỏi sủa bậy và được bé thỏ đưa về Asgard cùng với khối Tesseract. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.